Tu chân tứ vạn niên chương 838, Kim ô quốc, đại công chúa. Không biết có phải bởi vì hình thái biến hóa chạm đến vết thương hay không, đầu lôi kỳ đầm đìa mồ hôi, hội tụ đến trong đôi mắt che kín tơ máu, giống như huyết lệ trong suốt, hắn rung giọng nói, ta tuy chưa tham gia vạn yêu liên quân, đi thiên nguyên giới chém giết với nhân tộc, nhưng không ít anh em hỗn độn chi nhận chúng ta. Đều đã đi thiên nguyên giới, tham gia trận chiến tảng sáng thảm thiết nhất, anh em may mắn chạy trốn trở về, kể lại cho chúng ta hình thức của trận chiến tản sáng, ngươi hoàn toàn không thể tưởng tượng, trận chiến tranh đó là đánh như thế nào đâu. Nhân tộc là phe phòng ngự, bọn họ có được tường thành chắc chắn, trận địa tinh từ pháo dày đặc cùng tinh thạch chiến hạm hỏa lực hung mảnh, hắc huyết yêu tộc và loạn huyết yêu tộc chúng ta, lại phải dùng thân thể máu thịt, tấn công phòng tuyến tử vong của bọn họ đầu tiên, mục đích chỉ là vì tiêu hao tinh thạch cùng đạn dược của bọn họ. Đợi bọn họ mài mòn pháp bảo, tiêu hao tinh thạch chiến sĩ mỏi mệt đồng huyết yêu tộc và ngân huyết yêu tộc mới sẽ ra trận mà lúc này đã có vô số anh em của chúng ta ngã vào trong biển máu trong một năm đó của trận chiến tảng sáng nhìn như chúng ta liên tiếp thắng lợi nghiền áp đại hoang thật ra đều là dùng thi hài hắc huyết yêu tộc cùng loạn huyết yêu tộc trải ra một con đường máu mấy vạn hắc huyết yêu tộc cùng loạn huyết yêu tộc tạo thành chiến đoàn xông lên không cần nửa ngày đã có thể đánh hết hoàn toàn triệt để đánh hết cứ như vậy, đại quân chúng ta xâm nhập, quân tiên phong áp sát ải cự nhận biên giới đại hoang. Ải cự nhận là hùng quan số một của thiên nguyên nhân tộc, dựa vào thế núi, cao ngất trong mây, thọc sâu đạt tới mấy trăm km, trải rộng quần thể tinh từ pháo cùng pháo đài ngầm, lại có vô số cường giả nhân tộc thủ hộ, sao có khả năng dễ dàng đánh hạ. Nhưng đám tướng quân cùng nguyên soái cao cao tại thượng kia chưa bao giờ để ý tới, chỉ biết thúc giục phía dưới tiến quân, thậm chí dùng đội đốc chiến đứng ở phía sau hắc huyết yêu tộc cùng loạn huyết yêu tộc, hiệu lệnh vừa vang, có tiếng không có lùi, ai nếu do dự, lập tức bị tên độc cùng dịch ăn mòn đến từ phía sau giết chết. Công kích kiểu tự sát một tháng, ải cự nhận không mất một cộng lông, sa mạc phía trước quan ải, lại đã biến thành đất đỏ máu thịt. Đánh trận tới mức độ này rồi, cái gì vạn yêu điện huy hoàng, cái gì đội đốc chiến đều không có tác dụng nữa, lại thêm chúng ta một mình xâm nhập quá xa, người thiên nguyên ở phía sau không ngừng quấy rầy tuyến tiếp viện, vật tư cùng vũ khí đều rất khó vận chuyển lên, sĩ khí tiền tuyến hạ thấp đến cực điểm. Mà bọn yêu tộc cấp cao kia, vì bức bách yêu tộc bậc thấp chúng ta bán mạng, thế mà nghĩ ra chiêu số phát rồ, bọn hắn hạ độc bên trong thức ăn của yêu tộc bậc thấp. Lôi sấm trừng to mắt, thất thanh nói, cái gì? Lôi kỳ mặt đầy khổ sở, nghiến răng nói, bọn hắn hạ độc trong thức ăn, cách mỗi ba ngày đều phải ăn thuốc giải một lần, nếu không sẽ toàn thân thối rửa, chết vô cùng thê thảm. Chỉ có yêu tộc ở trong vòng 3 ngày tham gia một lần xung phong, mới có tư cách đạt được một viên thuốc giải, nhưng viên thuốc giải này cũng chỉ có thể trì hoãn độc tính phát tác mà thôi. Chỉ có đánh hạ ải cự nhận, mới có thể phát thuốc giải thật sự. Trong quân đội, có rất nhiều anh em hỗn độn chi nhận chúng ta, mọi người ở trong hơn một năm đồng sinh cộng tử, sớm kết ra hữu nghị thâm hậu, hơn nữa đem tư tưởng hỗn độn chi nhận âm thầm chậm rãi truyền bá chuyện này đã hoàn toàn vượt qua điểm mấu chốt của chúng ta cho nên anh em hỗn độn chi nhận chúng ta mới sẽ bất ngờ làm phản giết chết yêu tộc bậc cao chiếm được thuốc giải thật sự lôi sấm im lặng không nói gì lôi kỳ tiếp tục nói đây chính là chân tướng của trận chiến tảng sáng tàn binh sau khi trở lại huyết yêu giới đám yêu tộc bậc cao đó sợ hãi chân tướng khuếch tán ở trong tàn binh bắt giết thành viên hỗn độn chi nhận khắp nơi, lại không phân tốt xấu, chỉ cần trong chiến đoàn nào đó có một kẻ nghi là thành viên hỗn độn chi nhận, liền đem cả đoàn binh sĩ giết chết hết. Thường thường cùng lúc giết chết một thành viên hỗn độn chi nhận, thì phải giết chết mấy chục yêu tộc bậc thấp vô tội. Cho nên, chúng ta mới sẽ đứng dậy phản kháng, phát động huyết nhận chi loạn. Lôi sấm nghe mà mồ hôi ướt đẫm, thở dốc nói, huyết nhận chi loạn, đã trấn áp rồi lôi kỳ ưỡn ngực, cười to nói, huyết nhận chi loạn có lẽ thất bại, nhưng hỗn độn chi nhận chúng ta còn chưa bị hoàn toàn hủy diệt. Ở trong huyết nhận chi loạn, không ít anh em của chúng ta đều đã thức tỉnh, nhận thức được rõ ràng hơn, những yêu tộc bậc cao, cao cao tại thượng, nhìn như uy phong lẫm liệt, không ai bị nổi kia, cũng không cường đại như nhìn bề ngoài, ngược lại là suy yếu vô cùng, chỉ cần chúng ta đoàn kết một lòng người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Hắc huyết cùng loạn huyết, thấp hèn, đáng kinh, vẫn có thể chiếm lĩnh thành thị lớn của bọn hắn, phá hủy sự thống trị của bọn hắn. Cho dù một ngày kia, ngay cả hỗn độn chi nhận cũng bị hủy diệt, vậy cũng không phải thất bại, chỉ cần hắc huyết yêu tộc cùng loạn huyết yêu tộc vẫn chịu chèn ép, chúng ta cuối cùng sẽ thức tỉnh, sẽ sinh ra cái hỗn độn chi nhận thứ hai, thứ ba. A sấm, ta biết, tính cách của ngươi rất quật cường, một khi ôm chủ ý rồi sẽ rất khó thay đổi, không dễ dàng thuyết phục như vậy. Ta bây giờ không phải đang mê hoặc ngươi gia nhập hỗn độn chi nhận, chỉ là muốn ngươi nhường ra một con đường, trở về ngủ, coi như chuyện gì cũng chưa nhìn thấy. Chúng ta đang hộ tống một món đồ rất quan trọng, thậm chí có thể quan hệ đến vận mệnh của toàn bộ hắc huyết yêu tộc cùng loạn huyết yêu tộc, quan hệ đến tương lai của huyết yêu giới. Chúng ta không ít anh em bị thương, nếu trị liệu chậm, ở sâu trong núi Bách Hoang không chịu đựng nổi. Ngươi để ta lấy một chút kim nhị trấp, chỉ một chút. Coi như, ta cầu ngươi. Lôi sấm trầm mặt rất lâu. Trong rừng yên đêm tối yên tĩnh không tiếng động, chỉ có gió nhẹ đảo qua ngọn cây phát ra sột soạt sột soạt, giống như côn trùng nhỏ không nhìn thấy điên cuồng cắn nuốt lá cây. Soạt, 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 soạt. Móng vuốt lôi sấm vừa mới cuộn vào, lại bắn ra từng cái một, ở dưới bầu trời đêm không sao nở rộ hào quang nguy hiểm. Không được, ta không thể để ngươi đi qua. Lôi sấm hít sâu một hơi, lắc lắc đầu nói, toàn bộ, đều là lời nói của một phía, ta không tin. Ngươi có thể biến hóa hình thái, có lẽ là tà thuật nào đó của hỗn độn, có lẽ là ngươi lây nhiễm virus gì đáng sợ. Mà cái gọi là chân tướng trận chiến tảng sáng của ngươi cũng chỉ là tin vỉa hè. Có lẽ ngươi không gạt ta, nhưng cao tầng hỗn độn chi nhận nói cho ngươi chân tướng gì đó lại là lừa ngươi, dùng phương thức này để ngươi ruồng bỏ đại đạo thật sự đầu nhập đến trong hỗn độn đáng xấu hổ. Vô luận như thế nào, ta sẽ không mắc mưu, vẫn là câu nói kia, đại ca, nếu ngươi muốn quá đi qua, thì từ trên thi thể của ta đạp qua. Lôi kỳ im lặng, sát khí vô hình quanh thân lại nồng đậm hẳn lên, trên làn da bóng loáng một lần nữa sinh trưởng ra từng sợi lông tơ màu vàng đậm, như kim, như kiếm. Không khí giữa hai anh em nhẹ nhàng chấn động, giống như hai con mảnh hổ vô hình hung hăng va chạm, phát ra tiếng hổ gầm trầm thấp. Đúng lúc này, phía chân trời cách đó không xa bỗng truyền đến một tiếng thét dài phá đá xuyên mây. Từng luồng hào quang màu vàng từ trên đường chân trời gào thét mà đến, lấy tốc độ nhanh vô cùng, hướng phía thôn khô diệp bay tới. Tiếng thét dài này giống như hóa thành mũi nhọn, đem trái tim lôi kỳ hung hăng đâm nổ. Hắn thét lớn một tiếng, vẻ mặt suy sụp, hổ sát chi khí biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi, lao lên ngọn cây quan sát một lát, lại rất nhanh leo xuống, hốt hoảng nói, truy binh đến rồi, bọn chúng vô cùng có khả năng đến trong thôn nghỉ ngơi ngươi mau trở về nhớ kỹ tuyệt không thể lộ ra chút sơ hở nào càng không thể nói ra chuyện của ta đám truy binh này là do đại công chúa kim tâm nguyệt tự mình dẫn dắt tâm địa độc ác tàn khốc vô tình đã chém giết vô số huynh đệ của chúng ta có chút vô ý cả thôn đều sẽ bị cô ta hủy diệt lôi sấm hít một hơi thật sâu đại công chúa kim tâm nguyệt nghe nói cô ta là thánh nữ vạn yêu điện là yêu vương trẻ tuổi nhất huyết yêu giới chúng ta, thế mà tới bắt ngươi tên vô danh tiểu tốt này. Ngươi, ngươi rốt cuộc mang theo cái gì vậy? Lôi kỳ cười khổ hai tiếng, tự nhiên sẽ không nói ra đáp án. Lý Diệu ngủ đông trong bóng tối, lặng lặng nghe đến đó, trái lại đã chỉnh lại suy ra vài phần đầu mối. Chế độ chính trị của huyết yêu giới có chút khác với thiên nguyên giới. Ở thiên nguyên giới, chỉ có một quốc gia tinh diệu liên bang, thực hành chế độ nghị hội, Hội nghị chính là cơ cấu quyền lực cao nhất, nghị trưởng là người phát ngôn quyền lực cao nhất. Mà ở huyết yêu giới, bởi vì bản thân yêu tộc đã thiên kỳ bách quái, tộc loại rất nhiều, bay trên trời, chạy dưới đất, chui trong lòng đất, bơi ở đáy biển, rất khó thống hợp vào trong một quốc gia. Cho nên, huyết yêu giới có được mấy chục quốc gia, còn có vô số yêu thành, yêu quốc tương đối độc lập. Loại hình thái xã hội này, trái lại có chút tương tự với phi tinh giới Hoang Vắng trải qua hơn ngàn năm chém giết cùng phân tranh, hôm nay, bốn đại yêu quốc vượt lên đám đông, trở thành thế lực mạnh nhất. Trên mặt đất, cường đại nhất là sư đồ quốc, hiệu lệnh toàn bộ trảo tộc và giác tộc, lý diệu ở trên hài cốt long tinh giết chết vương kích, chính là vương tử của sư đồ quốc. Ở thế giới lòng đất, cường đại nhất là ưu tuyền quốc, thống ngự ức vạn trùng tộc, trùng tộc tuy chiến lực cá thể không mạnh, nhưng số lượng lại vô cùng khủng bố, nhắc tới thú triều rập trời rập đất tám phần mười đều là do trùng tộc tạo thành. Trong hải vực, cường đại nhất là Phách Hải Quốc, là một quốc gia thần bí nhất, ai cũng không biết trong nước đó rốt cuộc có bao nhiêu cao thủ. Trên bầu trời, cường đại nhất là Kim Ô Quốc, quốc dân phần lớn là vũ tộc, bay lượn trên chín tầng trời, tốc độ nhanh nhất, xem như bộ đội phản ứng nhanh trong yêu tộc. Chẳng qua, bốn đại yêu quốc tuy thống ngự trên trời dưới đất, nhưng quyền lực cao nhất của huyết yêu giới thả cũng không phải nắm giữ ở trong tay quốc vương vô luận quốc vương yêu quốc lớn nhỏ, hay là thành chủ yêu thành, thậm chí đại vương, động chủ trong yêu quật yêu sơn, đều chỉ là con rối mà thôi. Ở trên yêu quốc, còn có vạn yêu điện một tổ chức như vậy, lấy thần quyền thống ngự vạn yêu. Trong truyền thuyết yêu tộc, bàn cổ tộc phân hóa thành trúc dung, cộng công, bàn cổ 12 cổ yêu tộc, cho nên vạn yêu điện liền có được 12 vị yêu hoàng. Trong tay mỗi một tên yêu hoàng đều nắm giữ vài yêu quốc cùng yêu thành, nhưng bình thường không trực tiếp tham dự quyết sách của yêu quốc, chỉ là làm chỗ dựa cho yêu quốc. Dùng chế độ chính trị nhân loại để giải thích mà nói, vạn yêu điện chính là nghị hội tối cao của yêu tộc, mà 12 yêu hoàng chính là 12 tên đặc cấp nghị viên có được quyền quyết sách. 12 tên yêu hoàng phân biệt đại biểu lợi ích yêu tộc khác nhau, tránh không được phải đấu đá, minh tranh ám đấu. Vì phối hợp lợi ích với nhau, phát ra thanh âm nhất trí, 12 yêu hoàng còn có thể cùng nhau đề cử ra một cửu thiên huyền nữ, giống như 12 cổ yêu tộc trong truyền thuyết cùng nhau sáng tạo nữ hoa tộc. Trên danh nghĩa, cửu thiên huyền nữ có được năng lực câu thông với 13 cổ yêu tộc, là người phát ngôn của vạn yêu điện, toàn bộ quyết sách quan trọng đều phải do cửu thiên huyền nữ ký tên, hơn nữa hướng toàn bộ yêu tộc công bố. Địa vị cô ta, đại khái tương đương với nghị trưởng tinh diệu liên bang. Nhưng, ở lúc đối mặt 12 tên yêu hoàng thực lực mạnh mẽ, tay to nắm quyền, cửu thiên huyền nữ cũng chỉ là con rối cùng cái loa, thực quyền so với nghị trưởng tinh diệu liên bang, không có chút nào có thể sánh bằng. Vạn yêu điện ở toàn bộ yêu quốc cùng yêu thành đều thiết lập phần điện, vương tộc cùng quý tộc trong yêu tộc ở sau khi sinh ra hậu duệ nữ giới, thường thường sẽ lựa chọn một hậu duệ thông minh nhất, cường tráng nhất, đưa vào vạn yêu điện, sau khi tiếp nhận một loạt tu luyện nghiêm khắc mà tàn nhẫn. Liền trở thành thánh nữ trung thành và tận tâm đối với vạn yêu điện mỗi một đời cửu thiên huyền nữ đều sẽ sinh ra ở trong thánh nữ. Cho nên, ở trong hệ thống của yêu tộc, thánh nữ đã có thể điều động lực lượng vạn yêu điện, lại có muôn vào sợi quan hệ với các yêu quốc, là tồn tại phi thường đặc thù, bọn họ là nanh vuốt sắc bén nhất của vạn yêu điện, mặc dù một số thành chủ yêu thành, động chủ yêu quật, cũng không dám tùy tiện trêu chọc một thánh nữ cấp thấp, thấp nhất. Bây giờ, một thánh nữ vạn yêu điện, đại công chúa Kim Ô Quốc, lại sẽ tới loại vùng sâu vùng xa chim không thèm ỉa này, đuổi giết một đám tàn binh hỗn độn chi nhận. Chẳng lẽ trên thân Lôi Kỳ gã tàn binh này, thật sự mang theo cái gì có thể thay đổi tương lai huyết yêu giới sao? Lôi Kỳ thấy em trai vẫn là một bộ dáng nửa tin nửa ngờ, tăng thêm giọng điệu, cực kỳ thành khẩn nói, "A Sấm, ngươi tuyệt đối phải tin tưởng ta, tuyệt đối không thể bị bề ngoài kim tâm nguyệt lừa gạt, sự đáng sợ của yêu nữ này, không phải ngươi có thể tưởng tượng." Cha cô ta kim đồ dị là một trong những yêu hoàng thực lực mạnh nhất trong 12 yêu hoàng của vạn yêu điện, được xưng yêu hoàng tốc độ nhanh nhất huyết yêu giới. Sau khi trận chiến tản sáng thảm bại, Kim Đồ Dị liền trở thành thống soái mới của vạn yêu liên quân, đang tích cực mưu tính phát động một lượt tiến công mới đối với thiên nguyên giới. Ở trong lúc này, hắn còn tự mình chỉ huy trấn áp đối với huyết nhận chi loạn, vô số anh em hỗn độn chi nhận chúng ta, đều là chết thảm trong tay tên đồ tể này. Gã này hai tay dính đầy máu tanh, quả thực không phải yêu, là ma vương không hơn không kém. Sự đáng sợ của Kim Tâm Nguyệt so với cha cô ta chỉ có hơn chứ không kém, mà bề ngoài của cô ta càng có tính lừa gạt hơn. Ngươi tuyệt đối đừng tin tưởng cô ta, cô ta tuyệt đối là nữ yêu tâm địa độc ác, lạnh lùng tàn khốc vô tình. Lùng hào quang màu vàng ở chân trời dần dần thăng lên giữa không trung, trong tích tắc đã sắp đáp xuống thôn khô dịp. Lôi kỳ nói xong, nhìn em trai một cái thật sâu, xoay người chui vào sâu trong rừng cây. Lôi sấm trong lúc nhất thời cũng rối loạn chừng mực, do dự một lát, quay đầu hướng thôn chạy như điên. Lý Diệu so với hắn vượt trước một bước đến nhà cây, ngủ đông ở trong lồng ngủ dây leo, thu liễm toàn bộ khí tức, ngụy trang thành một gã loạn huyết yêu tộc bình thường. Nhưng, có thể lừa dối qua ải hay không, hắn không có chút nắm chắc. Bây giờ, hắn đại khái giả hiểu biết tiền căn hậu quả. Thôn dân thôn khô diệp sở dĩ muốn hắn đến giả mạo lôi kỳ, là vì lừa dối quan trưng binh, nhắm chừng là sợ hải quan trương binh biết trong sơn thôn nhỏ này có người tham gia hỗn độn chi nhận sẽ không để yêu tộc nơi này tòng quân nói không chừng còn có thể đưa tới hậu quả càng thêm đáng sợ sẽ đến loại vùng sâu vùng xa này trương binh nghĩ đến cũng là quan quân tầng dưới chót trong quân đội yêu tộc có lẽ chỉ là một hai tên đồng huyết yêu tộc mà thôi tỷ lệ lừa dối qua ải vẫn là rất lớn nhưng lừa gạt một tên quan trương binh tầng dưới chót là một chuyện lừa gạt một thánh nữ vạn yêu điện công chúa Kim Ô Quốc lại là một chuyện khác. Đối mặt khốn cảnh như vậy, Lý Diệu có chút đau đầu. Hắn cũng muốn đi luôn, nhưng vũ tộc bay lượn trên chín tầng trời là yêu tộc tốc độ nhanh nhất. Không sử dụng tinh khải và hắc dực kiếm bà nói, hắn chưa chắc có thể chạy thoát đuổi bắt. Sử dụng tinh khải cùng hắc dực kiếm bà nói, nhất định sẽ để lại dấu vết linh năng dao động, vậy càng thêm không thoát được đối phương bám riết không tha. Quan sát trước một phen thực lực của Kim Tâm Nguyệt đi, dựa theo lôi kỳ nói chuyện cô ta chỉ là một yêu vương tương đương với người tu chân cấp kết đan cho dù bên cạnh có thêm vài tên yêu vương cũng không có khả năng chống đỡ được ta chỉ là muốn đem bọn họ giết chết hết không để lại chút dấu vết lại là chuyện cực kỳ khó khăn nhớ năm đó trên người sư đồ quốc vương kích mang theo lượng lớn vũ khí cùng pháp bảo cổ quái cực kỳ khó chơi kim tâm nguyệt đã trở thành thánh nữ vạn yêu điện được xưng lạc đại công chúa địa vị trong Kim Ô Quốc khẳng định cực cao, nói không chừng ngay cả vương của Kim Ô Quốc cũng phải nhường cô ta ba phần. Pháp bảo của cô ta so với vương kích chỉ nhiều hơn chứ không kém. Yêu nữ này nếu phát hiện ta tồn tại, một lòng bỏ chạy mà nói ta chưa chắc ngăn được cô ta. Sâu trong não vực lý diệu, huyết sắc tâm ma ở trong tiếng cười dữ tợn không ngừng bành trướng, điều động lượng lớn sức tính toán, trào ra như suối, định ra từng cái kế hoạch tác chiến âm ngoan cây độc, vô sĩ không biết xấu hổ lúc này bên ngoài gà bay chó sủa một trận truyền đến một đợt tiếng kèn sừng trâu ngân nga đây là tiếng kèn tập hợp khẩn cấp triệu tập toàn bộ thôn dân chỉ một lát toàn thôn cao thấp mấy trăm thôn dân đều tập trung ở giữa thôn trên đất trống dùng để phơi nắng ruộng hoa răng quỷ cánh hoa răng quỷ cứng cỏi vô cùng sau khi trải qua ba ngày phơi nắng lại xé thành từng sợi có thể bệnh thành giáp mềm thông khí phi thường nhẹ nhàng dùng để săn bắn trong núi rừng không còn gì tốt hơn. Bầu trời thôn khô diệp, một mảng kim bích huy hoàng, là mấy chục con đại bàng màu vàng trao lượng tầng trời thấp, mỗi một con đại bàng duỗi cánh ra, đều dài mấy chục mét, thể hiện ra hào quang kim loại cùng ngọc thạch đang xen nhẹ nhàng đảo qua, trong không khí giống như xuất hiện hơn ngàn dòng chảy xiết vô hình, giao dung lẫn nhau. Giống như một tấm lưới lớn vô biên vô hạn, chậm rãi bao phủ xuống. Dưới khí thế của đại bàng màu vàng trấn áp, không những toàn bộ thôn dân đều rung bần bật, ngay cả yêu thú thôn dân nuôi dưỡng cũng ngoan ngoãn nằm úp sấp, không dám phát ra tiếng động gì. Vừa rồi có một con Nguyệt ảnh Hoang Lang không cẩn thận kêu một tiếng, lại ở trong tích tắc biến thành thức ăn của đại bàng màu vàng, giờ phút này đang ở trong cái mỏ của đại bàng màu vàng, phát ra tiếng đứt gân gãy xương rắc rắc. Phía dưới đại bàng màu vàng, giữa đất trống, lại có mấy chục tên yêu tộc bậc cao mặt trường bào lông vũ vàng, đẹp đẽ quý giá. Lý Diệu xen lẫn ở giữa thôn dân, nhìn trộm yêu tộc bậc cao này khuôn mặt ai cũng tuấn mỹ, ngọc thụ lâm phong, ngũ quan cùng tứ chi đều hoàn mỹ không sức mẻ, giống như tự mang theo những vần sáng lập lòe, lóa tới mức người ta không mở được mắt. Tuy trên thân bọn họ mang theo lượng lớn đặc thù yêu tộc, như là cánh chim rộng lớn, nanh vuốt bén nhọn, có vài tên yêu tộc con ngươi còn là hai đường dựng thẳng, lại không có chút nào cảm giác dị dạng, cùng ghê tởm, ngược lại làm người ta cảm thấy hoàn toàn tự nhiên, vốn nên như thế lý diệu âm thầm đem đám yêu tộc bậc cao này so sánh với yêu tộc bậc thấp hắn từng thấy ở trong thú triều thật sự không thể tưởng tượng bọn họ là cùng một chủng tộc trách không được trong yêu tộc sẽ phân chia thành bốn giai tầng khác nhau đổi vị trí tự hỏi nếu lý diệu là yêu tộc bậc cao ánh vàng lập lòe tự mang quần sáng như thế này chỉ sợ cũng rất khó thừa nhận mình cùng bọn rắn rết chuột bọ xấu xí không chịu nổi hình thù kỳ quái kia là cùng một chủng tộc mấy chục tên yêu tộc này đã đủ tuấn mỹ đủ xinh đẹp, đủ lóe sáng. Nhưng, khi tầm mắt Lý Diệu di động đến trên thân một yêu tộc ở chính giữa, bỗng nhiên cảm thấy quần sáng trên thân toàn bộ yêu tộc xung quanh, tất cả đều ảm đạm thất sắc. Đây là một nữ yêu dáng người thấp bé, mặt giáp mềm trắng noãn, chỉ nhìn khuôn mặt non nớt, giống như một tiểu cô nương 14-15 tuổi, hai mắt trong suốt có thể nhìn thấy thần hồn của cô, vẻ mặt bình thản, hết sức chân thành giống như trẻ sơ sinh. Sau lưng cô mọc một đôi cánh màu vàng đậm, trên làn da trắng muốt ngẫu nhiên cũng điểm xuyết từng dải lông vũ màu vàng đậm như là một cái áo lông vũ không một kẻ hở phát họa ra dáng người đồi núi chập trùng kinh tâm động phách khuôn mặt non nớt thánh khiết cùng dáng người đầy đặn nóng nảy giao dung với nhau biến thành một loại mị hoặc tà dị đến cực điểm làm người ta đã muốn đem cô coi là nữ thần để quỳ bái lại muốn đem cô đè ở dưới thân hung hăng chà đạp sâu trong não vực Khuyết sắc tâm ma huyết một tiếng sáo cửu khúc thập bát loan, PS có thể hiểu là âm điệu réo rắc hay thay đổi. Lý Diệu hung hăng cắn chót lưỡi, ép mình tỉnh táo lại, thánh nữ vạn yêu điện không có một ai là hạng người dễ trêu vào, vừa rồi lôi kỳ cũng nói rõ ràng như vậy, nếu nữ tử này thật sự là công chúa Kim ô quốc Kim Tâm Nguyệt, nhất định là đối thủ khó chơi nhất. Một gã yêu tộc cũng mọc hai cánh ở lưng, cao lớn tuấn lãng từ phía ruộng hoa răng quỷ bay đến, nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh nữ yêu này, kế tai nói vài câu. Lý Diệu nhận thấy, đôi mắt dập dần ánh sóng của nữ yêu khẽ động. Nam yêu lập tức ưỡn ngực, trầm giọng quát, ai là thôn trưởng? Thôn trưởng ngồi xe lăn, vừa lăn vừa bò chen đến giữa đám yêu tộc bậc cao này, mông run rẩy, mồ hôi ướt đẫm. Không ít yêu tộc bậc cao đều bất động thanh sắc lui vài bước, từ trong lòng lấy ra khăn lụa nhẹ nhàng bịt miệng mũi, tựa như không muốn quá mức tới gần với những loạn huyết yêu tộc thấp hèn này, lại càng không muốn hít thở không khí bị bọn họ ô nhiễm nam yêu từ trong lòng lấy ra một khối lệnh bài hơi nhoáng lên một cái trên lệnh bài nhất thời huyền quang bắn ra bốn phía một tia sáng vàng phóng lên cao ở giữa không trung như thiên nữ tán hoa từng điểm sáng màu vàng hóa thành một huy chương huyền ảo phức tạp lại là một con chim khổng lồ ba chân vỗ cánh muốn bay nam yêu ngạo nghễ nói chúng ta là kim ảnh vệ vị điện hạ này càng là thánh nữ vạn yêu điện kim ô quốc tâm nguyệt công chúa thôn dân nhất thời ồ lên, không ít thôn dân cả đời chưa từng rời khỏi núi Bách Hoang, ngay cả ngân huyết yêu tộc hàng thật giá thật cũng chưa từng thấy, càng không cần nói quý nhân tôn sùng vô cùng như vậy. Các thôn dân hoàn toàn mất khống chế, không biết như thế nào cho phải, không ít thôn dân thậm chí hai đầu gối mềm nhũng, đã muốn quỳ xuống dập đầu với thánh nữ vạn yêu điện. Lý Diệu nhìn trọng quan sát lôi sấm, con hổ nhỏ này sắc mặt ửng đỏ, hít thở dồn dập, hoàn toàn bị kim tâm nguyệt mê hoặc. Nếu không phải vừa rồi lôi kỳ nói ra đoạn lời đó, còn nổi lên được một chút xíu tác dụng, có lẽ tiểu tử này bây giờ đã phủ phục ở dưới đất, bò qua hôn ngón chân người ta. Nam yêu lông vũ vàng tựa như nhìn quen bộ dáng yêu tộc bậc thấp quỳ bái với bọn họ, cánh chim vung lên, một luồng khí vô hình hình thành vách ngăn ở chung quanh đám đông yêu tộc bậc cao, làm các loạn huyết thấp hèn này không thể tới gần. Khóe miệng của hắn rủ xuống, nâng giọng nói, chúng ta đang đuổi bắt tàn đảng, hỗn độn chi nhận. Bọn tín đồ hỗn độn này, trời xanh tàn bạo, cực độ nguy hiểm, vì che giấu tung tích, thôn trang trên đường đi qua, tất cả đều tàn sát hết, không để lại nửa người sống. Vì tính mạng cả thôn, tốt nhất thành thật khai ra, các ngươi thôn này, trong vòng 3 ngày, từng phát hiện yêu tộc đáng ngờ hay không? Nếu là dấu không báo, vậy là đồng đảng hỗn độn chi nhận, tội không tha. Thông trưởng sợ tới mức mặt như màu đất, vội vàng lắc đầu. Nam yêu lông vũ vàng vốn cũng không trông cậy vào có thể hỏi ra cái gì, thấy thôn dân tất cả đều câm như hến, lúc này mới chuyển vào đề tài chính, các ngươi thôn này, lấy gieo trồng, hoa răng quỷ mà sống. Thôn trưởng thật cẩn thận gật gật đầu. Vậy được. Nam yêu lông vũ vàng cười lạnh nói, tàn đảng, hỗn độn chi nhận, chúng ta đuổi bắt bị thương nặng, cần gấp thuốc chữa thương như kim nhị trấp, không tránh khỏi kim nhị trấp trong thôn này của các ngươi bị bọn chúng đạt được, chúng ta lấy danh nghĩa kim ảnh vệ, bây giờ phải đem toàn bộ kim nhị trấp trưng thu hết thảy. Cái gì? Lần này, không những thôn trưởng, toàn bộ thôn dân cũng mặc kệ yêu tộc bậc cao thân phận tôn quý, ồn ào hẳn lên. Sơn thôn nghèo khổ, đất đai cằn cỗi, đều dựa vào gieo trồng hoa răng quỷ, thu gặt kim nhị trấp để đổi lấy vật ứng dụng. Mắt thấy mùa thu hoạch đã đến, tuy nói thuế suất của loạn huyết yêu tộc cao hơn hắc huyết yêu tộc rất, bảy phần kim nhị trấp đều phải nộp lên trên chung quy còn có thể còn lại 3 phần. 3 phần kim nhị trấp này, đã phải đổi lấy trong sơn thôn không thể tự sản xuất vật ứng dụng, còn cần đổi lấy một ít tinh thạch và yêu khí, pháp bảo tu luyện dùng tới, liều cho thiếu niên trong thôn một chút hy vọng hư vô mờ mịt. Nhưng những kim ảnh vệ này, vừa mở miệng đã muốn đem toàn bộ kim nhị trấp thu hết, một năm kế tiếp, cuộc sống trong thôn phải trải qua như thế nào đây? Không ít loạn huyết yêu tộc, vừa rồi còn đắm chìm ở trong hưng phấn cùng cuồng nhiệt nhìn thấy yêu tộc bậc cao, giờ phút này lại như là cậy ra thiên linh cái, đổ ập vào đầu một gáo nước đá, lạnh tới tận trong lòng. Nhưng, loạn huyết yêu tộc kính sợ đối với yêu tộc bậc cao, hầu như là trời sinh đã có, mặc dù đối mặt yêu cầu quá phận như thế, cũng không có ai dám nói nửa chữ không. Cơ thịt phần mặt thôn trưởng co rúng hồi lâu, lưng gù càng sâu hơn nữa. Nam yêu lông vũ vàng đối với phản ứng của loạn huyết yêu tộc đã thành thói quen, Tiếp tục nói, trừ kim nhị trấp đã thu thập, trong u hoa của hoa răng quỷ cũng có một chút kim nhị trấp, hơn nữa đem u hoa mài thành phấn, cũng có thể tạo được hiệu quả trị liệu. Vì tránh cho tàn đảng hỗn độn chi nhận đạt được mấy thứ này, chúng ta còn phải đem cả ruộng hoa răng quỷ hủy diệt hết. Cái gì? Câu này vừa ra khỏi miệng, càng như sét đánh giữa trời. Thu hết toàn bộ kim nhị trấp, nhiều nhất năm nay nghèo khổ một chút, nếu sống qua một năm, mùa thu hoạch sang năm vẫn có thể thu gặt kim nhị rất mới. Nhưng ruộng hoa răng quỷ cũng bị hủy rồi, vậy tất cả đều xong rồi. Hoa răng quỷ là thực vật ăn thịt cực độ nguy hiểm, ngay cả không ít yêu thú cũng sợ hãi ba phần, lúc trước vì dời trồng cùng bồi dưỡng ruộng hoa răng quỷ này, trong thôn trả giá thật lớn, thậm chí chết mất mười mấy thôn dân, trước sau hao phí 4-5 năm thời gian, chịu vô số vất vả, mới tạo thành một ruộng hoa nho nhỏ này. Ruộng hoa răng quỷ chính là tương lai cùng hy vọng của cả thôn nhưng bây giờ, chỉ bởi vì có một chút tàn đảng hỗn độn chi nhận bị thương nặng đi ngang qua bên cạnh thôn, đã khiến thôn gặp tai bay vạ gió như vậy. Không, không thể hủy diệt. Trụng hoa răng quỷ này là mệnh căn của chúng ta. Khai ân chút đi, các lão gia kim ô tộc. Phát từ bi chút đi, thánh nữ đại nhân. Già trẻ lớn bé khô diệp thôn, không ít yêu tộc đều quỳ xuống, dập đầu như giả tỏi, thùng thùng thùng, máu chảy đầy đất, nóng hôi hổi yêu tộc bậc cao lập loè ánh sáng vàng kia lại là không để ý tới trong miệng nam yêu lông vũ vàng cầm đầu phát ra một tiếng rít ngân nga hai con đại bàng màu vàng trao lượng ở giữa không trung lượng vòng bỗng hướng ruộng hoa răng quỷ đầu đông của thôn lao đi vù hai con đại bàng màu vàng mở mỏ ra trong miệng phun ra hai đường đạn dài nhỏ màu đỏ đâm thẳng tắp về phía ruộng hoa răng quỷ ầm ừ. hai đường đạn màu đỏ đâm thẳng vào sâu trong ruộng hoa răng quỷ Hoa răng quỷ cảm ứng được linh năng dao động vừa mới mở ra cái mồm to như chậu máu, sâu trong mặt đất đã tuôn ra hai tiếng nổ nặng nề, như hai ngọn núi lửa bùng nổ, lượng lớn nham thạch nóng chảy từ lòng đất phun trào ra, quả cầu lửa to lớn bay lên trời. Ngọn lửa cao mấy ngàn độ nháy mắt bao phủ cả ruộng hoa răng quỷ. T. 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 Vô số hoa răng quỷ ở trong lửa vạn vẹo yêu dị, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, chỉ một lát đã cháy thành từng mảng tro tàn, ngay cả nửa cái u hoa cũng không lưu lại. a à, Không ít thôn dân đau lòng muốn chết, ngã bệt xuống đất. Càng có mấy chục thanh niên yêu tộc thân thể khỏe mạnh nghiến răng nghiến lợi, hốc mắt đỏ lên, lại không biết nên đem ánh mắt phẫn nộ ném về phía nào. Mấy chục tên yêu tộc bậc cao vẫn chuyện trò vui vẻ như cũ, tựa như đang khen chủ nhân hai con đại bàng màu vàng này nuôi dưỡng có cách, đem sinh hóa chiến thú điều chế hùng tráng như thế thông trưởng nam yêu lông vũ vàng hoàn toàn mặc kệ không khí quỷ dị giữa thôn dân tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu kế tiếp bảo thôn dân của ngươi đi giúp chúng ta thu thập kim nhị trấp đi còn có kim nhị trấp cùng thuốc chữa thương từng nhà các ngươi giấu riêng cũng phải nộp hết lên trên tuyệt không thể để lại cho đám tín đồ hỗn độn đó một chút thuốc chữa thương nào hết trắc trắc bao gồm lôi sấm ở trong không ít thanh niên thôn dân đã ở bên bờ bùng nổ răng nanh bén nhọn nghiến thành tiếng lý diệu âm thầm nhíu mày bất động thanh sắc quan sát vị trí đứng của mấy chục tên yêu tộc bậc cao ở trong đầu điên cùng tính toán từng cái số liệu tọa độ cùng phương hướng vị trí hắn tuy không muốn bại lộ thân phận nhưng nếu thôn dân thật sự xảy ra xung đột với đám yêu tộc bậc cao này hắn tựa như cũng không có cách nào trơ mắt nhìn toàn bộ thôn dân bị giết hại huống chi nếu đối phương thật sự dơ dao mổ cũng không có khả năng tha cho hắn một con đường sống không khí đã căng thẳng đến cực hạn cục diện đã bên bờ bùng nổ. Thôn trưởng nhìn nhìn đại bàn màu vàng lượng lờ giữa không trung, lại nhìn nhìn mấy chục tên yêu tộc bậc cao chuyện trò vui vẻ, không coi ai ra gì, khẽ thở dài một hơi, cúi người thật sâu, cực kỳ kính cẩn nghe theo nói, vâng, các vị lão gia, chúng ta lập tức đi kiểm kê toàn bộ thuốc chữa thương. Quay đầu, thôn trưởng nổi giận gầm lên một tiếng, đều thất thần làm gì, chưa nghe thấy lời các vị lão gia nói sao, mau đi đem toàn bộ kim nhị trấp cùng thuốc chữa thương đều thu thập lại. Cho các vị lão gia mang theo. Các thôn dân nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Bọn họ tất nhiên không dám cãi mệnh lệnh của yêu tộc bậc cao, nhưng muốn bọn họ đem tài sản tính mạng ngoan ngoãn hai tay dâng lên, cũng là vạn phần không muốn. Vài tên thanh niên yêu tộc, cơ bắp càng cuồn cuộn, con ngươi sung huyết, như tháp sắt không nhúc nhích. Thôn trưởng nghiến răng, chống quải trượng, thất tha thất thểu đứng dậy, vung gậy chống, đánh bừa vào đầu, đều đứng ngay ra làm gì, chậm trễ các lão gia đuổi bắt, hỗn độn chi nhận, các ngươi có mấy cái đầu cũng không đủ rụng đâu, đi nhanh lên. Lạch cạch. Còn chưa đánh được hai cái, hai chân thôn trưởng lại mềm nhũng ra trước, ngã xuống đất. Thôn trưởng. Không ít thôn dân nhất thời hoảng hốt, ba chân bốn cẳng đem thôn trưởng nâng dậy. Vài thôn dân ban đầu nhát gan yếu đuối, ước ác bẩn thiểu đi về phía nhà các thanh niên yêu tộc nghiến răng nghiến lợi lòng đầy căm phẫn kia nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng như bong bóng xì hơi có chân hung hăng dậm chân không chân đập mạnh cái đuôi ông đầu ngồi xổm xuống một đám thôn dân tất cả đều không có ý chí chống cự buồn bực cúi đầu chuẩn bị đi thu thập tất cả đợi chút lúc này vạn yêu điện thánh nữ kim tâm nguyệt vẫn luôn được quay xung quanh bỗng mở miệng ngăn lại chúng yêu giọng cô hơi tỏ ra non nớt lại có chút phát ngọt như dòng suối núi mát lạnh, làm người ta vừa nghe đã từ lỗ tai thoải mái đến trong lòng. Các thôn dân nhìn nhau, có chút mê hoặc, cảm giác vị thánh nữ này cùng kim ảnh vệ khác, tựa như có chút khác nhau. Kim tâm nguyệt mắt đẹp lưu chuyển, ánh mắt như dòng suối nước nóng thấm vào toàn bộ thôn dân, mỉm cười nói, kim nhị rất là tài sản tính mạng của các ngươi, không ngờ các ngươi cũng cam tâm tình nguyện lấy ra, không có chút câu oán hận, có thể thấy được thật sự là trung thành và tận tâm đối với vạn yêu điện yên tâm đi, chúng ta lại há có thể không phân rõ phải trái như thế, thật sự lấy trắng đi mệnh trăng của các ngươi. Vừa rồi, chỉ là một lần thử nho nhỏ, xem xem các ngươi trung thành đối với vạn yêu điện mà thôi. Các ngươi đã trung thành và tận tâm như thế, ta thân là thánh nữ vạn yêu điện, sao có thể để cho các ngươi chịu thiệt chứ? Vừa nói, Kim Tâm Nguyệt vừa vương tay ngọc thon thon, ngón tay nhẹ nhàng búng ra, một tia sáng bạc búng vào trong lòng thôn trưởng, hóa thành một cái túi gấm màu sắc rực rỡ. Thôn trưởng Giang Nang nuốt ngụm nước bọt, đem túi gấm mở ra nhìn qua, hít một hơi thật sâu, thiếu chút nữa ngã quỵ xuống. Trong túi gấm phát ra huyền quang năm màu, khiến trên mặt hắn lấp lánh năm màu, chỗ đỏ chỗ trắng. Kim Tâm Nguyệt thản nhiên nói, ngũ sắc châu trong túi gấm, giá trị hẳn là gấp ba mảnh ruộng hoa răng quỷ này trở lên, các ngươi cầm đến trên trấn đi đổi tiền, hẳn là có thể vượt qua giai đoạn khó khăn. Gấp 3 sự tuyệt vọng cùng phẫn nộ của toàn bộ thôn dân Trong nháy mắt hóa thành mừng như điên cùng cảm kích Còn có Cánh chim kim tâm nguyệt chậm rãi mở ra Một cái lông vũ màu vàng nhẹ nhàng hạ xuống Giống như có được sinh mệnh Không gió tự động Bay thẳng đến trong lòng thôn trưởng Cái lông vũ này là lệnh bài của ta Chờ thuế quan các ngươi nơi này tới Ngươi cầm cái lông vũ này cho hắn xem Nói cho hắn Tâm nguyệt công chúa ta nói Ba năm sau này Toàn bộ thuế má trong thôn này tất cả giảm phân nữa. Thuế má giảm phân nữa. Không ít thôn dân đều muốn nhảy dựng lên. Cuối cùng, Kim Tâm Nguyệt nhìn lướt qua các thanh niên yêu tộc thân thể khỏe mạnh trong thôn, trong đôi mắt đẹp tràn đầy ý cười, giọng giòn tan nói, lệnh mộ binh mới sắp đến, huyết yêu giới chúng ta cùng thiên nguyên giới sắp triển khai một cuộc chiến tranh mới. Trận chiến tranh này sẽ là quyết chiến cuối cùng, chúng ta muốn quét ngang đại hoang, đột phá ải cự nhận, một đường giết đến thủ đô tinh diệu liên bang, đem thiên nguyên nhân tộc, hoàn toàn chinh phục. Chỉ có chiến sĩ dũng cảm nhất, trung thành nhất, mới có tư cách tham gia trận chiến tranh vĩ đại nhất trong lịch sử huyết yêu giới này. Vốn, giống thôn các ngươi, nhiều nhất sẽ chỉ mộ binh một hai tên chiến sĩ. Nhưng vừa rồi, sự trung thành của các ngươi đã cảm động ta, ta sẽ từ trong thôn các ngươi mộ binh cả thảy 50 chiến sĩ. Lời vừa nói ra, toàn bộ loạn huyết yêu tộc rốt cuộc không kiềm chế được nữa, tất cả đều phát ra tiếng tru lên hưng phấn. Vốn tưởng là tai bay vạ gió, không ngờ lại là cuồng hỷ kinh thiên, không những lấy được thù lao kết xù, miễn đi một nửa thuế má, thậm chí còn có 50 thôn dân sẽ được mộ binh, đi lên chiến trường bảo vệ vinh quang của huyết yêu giới. Tâm nguyệt công chúa, từ bi như thế, trọng lượng như thế, có thể nào không khiến bọn họ cảm động đến rơi nước mắt, dập đầu vái lạy chứ? Thánh nữ đại nhân, chúng ta, chúng ta tan xương nát thịt. Thôn trưởng đang nghe truyện trên TV audio CV lão lệ tung hoành, khóc không thành tiếng. Vài tên thanh niên yêu tộc vừa rồi còn căm giận bất bình, càng xấu hổ đến cúi đầu vì mình ngây thơ cùng xúc động mà ảo não không thôi. Kim Tâm Nguyệt mỉm cười, thanh âm càng thêm dịu dàng, ta không cần các ngươi tan xương nát thịt, lại muốn khiến kẻ địch của chúng ta, những nhân tộc tà ác kia, còn có hỗn độn tính đồ độ ti tiện tan xương nát thịt. Các ngươi, có thể làm được không? Có thể, nhất định có thể mấy chục tên thanh niên yêu tộc nhiệt huyết sôi trào điên cùng hò hét hỗn loạn thánh nữ vạn tuế tâm nguyệt công chúa vạn tuế vạn yêu điện vạn tuế khiến kẻ địch của chúng ta tan xương nát thịt tiêu diệt nhân tộc tà ác chinh phục thiên nguyên giới hủy diệt trọng sinh bất hủ trên không ruộng hoa răng quỷ lửa lớn hừng hực vẫn đang thiêu đốt nhưng nhiệt độ trong không khí tựa như vẫn như cũ kém đỉnh đầu đám đông thôn dân nơi này. Kim Tâm Nguyệt cười tủm tỉm nhìn thôn dân, ánh mắt đã giống vui sướng, lại giống chờ mong, mỗi một thôn dân nhìn thấy ánh mắt của cô, trong đầu nhất thời nảy sinh ra nhiều ảo giác, giống như thấy được tư thái mình mặc áo giáp bóng loáng, ở trên chiến trường anh dũng giết địch, lại giống như nhìn thấy ở tầng mây kim bích huy hoàng. Một cung điện hùng hồn bao la hùng vĩ nguy nga đứng sừng sững, mình chân đạp mây lành, lên thẳng trên cao, ở trong cung điện kia thả sức ăn uống, tiêu giao cực lạc đám đông yêu tộc giống như điện giật quanh thân run rẩy vẻ mặt phấn khởi trống lên một tiếng xé rách đêm tối vang tận mây xanh đôi mắt đẹp của kim tâm nguyệt lưu chuyển ánh mắt lần lượt đảo qua ở trong thôn dân bỗng nhiên ngừng lại ở trên người lý diệu lý diệu nhíu mày thầm kêu không ổn hắn tuy cũng học bộ dáng thôn dân vung tay hô to nhưng chung quy không có loại cuồng nhiệt phát ra từ trong lòng đó so sánh tỏ ra có chút bình tĩnh huống chi, hắn bây giờ mắt trái cùng tay trái đều bị băng vải cuốn chặt lấy, hình tượng quả thực có chút bắt mắt. Vị này là... Kim Tâm Nguyệt tựa như cực kỳ tò mò hướng thôn trưởng hỏi. Lý Diệu lại từ sâu trong đôi mắt đẹp giống như hồn nhiên của cô ta, cảm giác được một mảng lạnh lẽo như nọc độc. Trong lòng Lý Diệu cười lạnh một tiếng, sâu trong não vực huyết sắc tâm ma lộ ra răng nanh sắc bén, phóng ra lượng lớn tơ máu, ở giữa tế bào não khuếch tán ra. Kim Tâm Nguyệt, nữ yêu này thật sự quá đáng sợ. Nói hai ba câu đã mê hoặc 50 tên yêu tộc khăng khăng một mực bán mạng cho cô ta. Lý Diệu không cảm thấy, câu chuyện vụng về kia các thôn dân bịa ra, có thể giấu được cô ta một chút nào. Thôn trưởng cười xấu hổ, đem thân phận của hắn nói ra. Ồ, từng là thợ săn tốt nhất trong thôn, lại ở nửa tháng trước trong vụ cháy lớn ở núi rừng bị bỏng nghiêm trọng, còn mất đi ký ức. Ý cười ở đáy mắt Kim Tâm Nguyệt càng sâu hơn, mắt đẹp như móc câu, ông lấy mắt trái cùng cánh tay trái bị băng vải quấn quanh của Lý Diệu. Ánh mắt giống như là những con bọ nhỏ màu vàng nhạt, hút lên hút lên, theo băng vải một đường chui vào bên trong. Lý Diệu thở dài, thiên đường có cửa không đi, địa ngục không lối cứ xông vào, vị thánh nữ này đã tự mình muốn chết, hắn cũng chỉ có thể thành toàn đối phương. Kim Tâm Nguyệt chẳng qua là cấp yêu vương, mấy chục tên thủ hạ thoạt nhìn đại bộ phận đều là yêu tướng, đã sớm không được đặt ở trong mắt Lý Diệu lúc này tất nhiên bọn họ có được sinh hóa chiến thú tương tự với tinh khải có thể tăng phúc chiến lực cũng rất khó ngăn cản lý diệu giết chết bất cứ một người nào hắn muốn giết chết từ sau khi bị huyết văn tộc lây nhiễm sát khí của lý diệu sắc bén hơn rất nhiều lập tức quyết định chỉ cần kim tâm nguyệt đưa ra nghi vấn đối với hắn liền tìm kiếm thời cơ cùng góc độ thích hợp đem yêu nữ vạn yêu điện này giết chết lại thừa dịp loạn đào tẩu kim tâm nguyệt hoàn toàn không biết mình chết đến nơi rồi Cô quả thực sinh ra lòng nghi ngờ đối với Lý Diệu. Cô 7 tuổi chính thức tiến vào vạn yêu điện, tiến hành thánh nữ tu luyện. Thánh nữ là nanh vuốt sắc bén nhất của vạn yêu điện, là mật thám, thích khách, gián điệp, đặc vụ, thẩm phán quan hỗn hợp thể. Bài học đầu tiên cô học được chính là bất cứ người nào lấy mất trí nhớ làm cái cớ, hết thảy đáng giá hoài nghi nhất. Không phải kể chuyện, lấy đâu ra nhiều mất trí nhớ như vậy. Nụ cười trên mặt kim tâm nguyệt không thay đổi, thậm chí ngay cả hai tay cũng đặt ở trước người lại thông qua lông vũ rung động âm thầm thông báo kim ảnh vệ phía sau kim ảnh vệ là một trong các ngự lâm quân của kim ô quốc cũng có thể nói là quân đội riêng của cô huấn luyện có bài bản thông minh tháo vác lập tức bất động thanh sắc tỏa ra đại bàng màu vàng trên bầu trời lượng vòng cũng càng lúc càng nhỏ từng cái lông vũ rộng như lá chuối tây lắc lư bay xuống rơi xuống giữa kim tâm nguyệt cùng lý diệu thẳng đến giờ phút này kim tâm nguyệt vẫn không biết mình đang cân nhắc là một tồn tại khủng bố cỡ nào cô còn đang phỏng đoán thân phận của lý diệu hẳn sẽ không là người cô đang đuổi bắt bởi vì người này là nửa tháng trước xuất hiện ở sơn thôn nhỏ này thời gian không khớp mặc kệ đối phương cho dù không phải hỗn độn chi nhận hẳn là cũng có bí mật gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng bắt trước nói sau kim tâm nguyệt hướng lý diệu nhẹ nhàng bước ra một bước lại không biết tử vong cách cô chỉ còn lại có 0.5 giây. Mắt trái Lý Diệu cùng cuộn nóng lên, băng vải quấn quanh trên mắt trái mơ hồ thẩm thấu ra một mảng vết máu đỏ sẫm. Đúng lúc này, sâu trong núi bách hoang vang lên một tiếng thép dài dùng dập, một luồng ánh sáng vàng phóng lên cao, biến thành một con tam túc kim ô vỗ cánh muốn bay. Luồng ánh sáng vàng giống như pháo hoa này, làm toàn bộ kim ảnh vệ biến sắc. Công chúa là bọn tả thiếu hướng phát hiện mục tiêu đang khổ đấu thỉnh cầu chúng ta lập tức trợ giúp. Nam yêu lông vũ vàng quan sát được tín hiệu biến hóa, có chút vội vàng nói. Kim Tâm Nguyệt trầm ngâm một lát, nhìn chăm chú Lý Diệu một cái thật sâu, vung tay lên, lập tức đuổi theo, nhất định phải đem đồ lấy được tới tay. Mấy chục tên kim ảnh vệ lao vút lên trời, cánh màu vàng cuốn lên cuồng phong đem toàn bộ thôn dân đều thổi lão đảo, ngay cả Lý Diệu cũng ở trong cuồng phong lung lay muốn ngã, câu hỏi ở đáy lòng càng lúc càng lớn đám hỗn độn chi nhận kia, rốt cuộc mang theo món đồ gì, là thánh nữ vạn yêu điện, công chúa Kim Ô Quốc thế nào cũng phải lấy được tới tay. Thậm chí, vì đạt được thứ này, ngay cả ta kẻ đầy điểm đáng ngờ này, cũng không để ý tới ra hỏi. Chẳng lẽ, món đồ này đúng như Lôi Kỳ nói, có thể thay đổi tương lai huyết yêu giới. Mắt thấy Kim Tâm Nguyệt cùng mấy chục tên Kim Ảnh Vệ đều hóa thành hào quang màu vàng, nhanh như điện chớp hướng sâu trong núi Bách Hoang lao đi, Lý Diệu âm thầm hạ quyết đoán, không để ý ánh mắt kinh ngạc của thôn dân, cũng chui vào trong rừng. Trải qua nửa tháng khôi phục, thương thế của hắn hoàn toàn khỏi hẳn rồi, đối với huyết yêu giới cũng có hiểu biết đại khái, không cần thiết tiếp tục ở lại nơi này. Huống chi, Kim Tâm Nguyệt đã nổi lên hoài nghi đối với hắn, tiếp tục ở lại nơi này, ngược lại sẽ mang đến tai nạn không thể tưởng tượng cho thôn khô diệp. Lý Diệu tràn ngập tò mò đối với tổ chức, hỗn độn chi nhận này, Tuy không biết quy mô tổ chức này lớn bao nhiêu, thật sự bị hoàn toàn trấn áp hay không, nhưng chỉ cần tổ chức này còn một hơi thở, khi huyết yêu giới cùng thiên nguyên giới đối đầu chính diện, có thể ở sau lưng chế tạo một ít phiền toái cho yêu tộc bậc cao. Vậy thì có thể giảm bớt một ít áp lực phương diện thiên nguyên giới. Từ góc độ này mà nói, tiếp xúc với hỗn độn chi nhận một chút, giúp bọn họ giải quyết phiền toái trước mắt là rất cần thiết. Huống chi Lý Diệu cũng rất tò mò đối với loại bí thuật có thể ở giữa yêu tộc khác nhau tự do chuyển đổi hình thái kia của hỗn độn chi nhận. Loại bí thuật này tồn tại, hầu như đem tất cả nhận biết của hắn đối với yêu tộc lật đổ hết thảy. Trong núi Bách Hoang, núi non trùng điệp, trải rộng khe rảnh, hoàn toàn không có chỗ nào có thể gọi là đường. Yêu tộc bọn Kim Tâm Nguyệt đều mọc hai cánh ở lưng, có thể bay trên không, bỏ qua địa hình hiểm ác. Lý Diệu tuy cũng có phi kiếm và tinh khải, lại không thể để lộ ra ngoài, tự nhiên không thể vô trương ngự kiếm bay đến trên trời cao mấy trăm mét. Hắn chỉ có thể âm thầm triệu hồi ra hắc dực kiếm, gián sát tán cây thật cẩn thận trượt đi, còn cần chú ý che giấu tung tích mọi lúc, tốc độ tự nhiên chậm hơn kim tâm nguyệt rất nhiều. Khi hắn theo mùi máu tươi và tiếng đánh nhau từng bước một tiếp cận, đã xâm nhập núi Bách Hoang vài trăm km, giữa một mảng dãy núi mênh mông, bốn phía đều là cây to che trời cao tới vài trăm mét. Tán cây đen xì bao phủ, hầu như đưa tay không thấy năm ngón. Lý Diệu lặng lẽ thu hồi hắc dực kiếm, giống như một con mãn xà bị bùng lầy bao phủ, vận dụng lực lượng cơ bắp quanh thân, ở giữa bụi cây cùng mùng lặng yên không một tiếng động trượt đi. Ở phía trước hắn, cây to che trời ngã trái ngã phải, nằm ngổn ngang, lộ ra một mảng đất trống to lớn. Mấy trăm yêu tộc chia làm hai nhóm, đang dằn co. Một bên trong đó, tự nhiên là kim ô vũ tộc ánh vàng lập lòe, tuấn mỹ vô cùng bên kia lại là tạp bài quân đủ loại chuột bỏ rắn rết cái gì cũng có từng tên mặt giáp mềm rách tung tóe vết thương chồng chất chật vật đến cực điểm kim tâm nguyệt ngươi muốn giết cứ giết ta tuyệt đối sẽ không đem đồ đưa cho ngươi một lão yêu chồng râu trắng xóa trên lưng vác cái mai rùa thật lớn trên mai rùa còn mọc đầy lông rậm màu đỏ rực giống như rùa đứng thẳng lên thở hồng hộc nói kim tâm nguyệt giờ phút này so với lý diệu vừa rồi ở trong thôn khô diệp nhìn thấy khí chất hoàn toàn khác, trên khuôn mặt ngọt ngào như tiểu cô nương 15-16 tuổi lại tràn đầy ý cười như mèo vần chuột, không nhanh không chậm nói, Ninh Trung Tắc, nói thật, tuy ngươi là một trong bốn đại trưởng lão của hỗn độn chi nhận, nhưng ta đối với ngươi cũng không có hứng thú lớn như vậy đâu. Theo ý ta, hỗn độn chi nhận cái gì chứ, chẳng qua là đám ô hợp, các ngươi trưởng lão, đàn chủ gì đó, cũng chỉ là thằng hề nhảy nhót, vượng đội mũ người, bây giờ còn biến thành chó nhà có tang. Cho dù muốn ta tha ngươi một mạng Cũng không phải không thể suy xét Nhưng ta thật sự phi thường tò mò Các ngươi rốt cuộc đã chiếm được cái gì Thế mà có thể đưa tới U tuyền lão tổ điên cùng đuổi giết như thế Thật ra Theo ý ta Lấy bộ dáng hỗn độn chi nhận Các ngươi bây giờ thất linh bát lạc Vô cùng thê thảm Vô luận cái gì rơi xuống trong tay các ngươi Chỉ sợ đều không phát huy ra chút tác dụng nào Chẳng bằng đem đồ giao cho ta Làm trao đổi Ta tha các ngươi một con đường sống tha các ngươi mấy cái mạng chó, như thế nào? Các ngươi đều biết, U tuyền lão tổ cùng cha ta kim đồ dị, ở trong 12 yêu hoàng, là hai kẻ đối địch nhất, bọn họ vì tranh đoạt vị trí thống soái vạn yêu liên quân, đã sớm đấu túi bụi, chỉ thiếu chưa xé rách da mặt. Cho nên, ta ước gì U tuyền lão tổ chết không có chỗ chôn. Nếu các ngươi thật sự nắm giữ bí mật to lớn gì của U tuyền lão tổ, đem đồ cho ta, để ta đi đối phó U tuyền lão tổ, không tốt sao? Ninh trung tắc một trong bốn đại trưởng lão hỗn độn chi nhận cười khổ vài tiếng lắc đầu nói kim tâm nguyệt ngươi căn bản không biết giá trị của vật này nó có thể vạch trần bí mật lớn giữa huyết yêu giới chúng ta cùng thiên nguyên giới thậm chí là toàn bộ yêu tộc và nhân tộc ngươi cùng u tuyền lão tổ chẳng qua là cá mè một lứa chó cắn chó mà thôi ta đem đồ giao cho ngươi vô cùng có khả năng bị ngươi cầm đi làm giao dịch với u tuyền lão tổ huống chi Ai chẳng biết Kim Tâm Nguyệt ngươi ở trong các thánh nữ vạn yêu điện, là một kẻ gian trá giả hoạt, tâm địa độc ác nhất, không biết có bao nhiêu anh em hỗn độn chi nhận, đã chết thảm ở dưới khuôn mặt tươi cười ra vẻ vô tội này của ngươi. Bây giờ ngươi không biết đồ giấu ở nơi nào, cho nên mới làm bộ làm tịch đàm phán với chúng ta, chỉ sợ ta đem đồ vừa lấy ra, lập tức chết không có chỗ chôn. Nụ cười ngọt ngào trên mặt Kim Tâm Nguyệt không thay đổi, hào quang sâu trong ánh mắt lại càng lúc càng lạnh, hai loại khí chất hoàn toàn khác nhau hỗn hợp một chỗ, hiện ra cảm giác âm trầm làm người ta sợ hãi dựng tóc gáy. Cô tiếp tục mỉm cười nói, trách không được tổ chức các ngươi, sẽ đem món đồ này giao cho ngươi bảo quản, miệng của ngươi thật sự là so với mai rùa của ngươi còn cứng hơn. Lại không biết, khi ta đem mai rùa của ngươi đập nát, từng mảnh một từ trên máu thịt giật xuống, miệng của ngươi còn cứng rắn như vậy hay không? Tán cây xung quanh hừng hực thiêu đốt, đó là mấy chục con kim sĩ đại bàng đáp ở trên ngọn cây, phóng ra dòng lửa nóng rực, đem rừng cây chiếu rọi khủng bố như luyện ngục. Kim ảnh vệ cười dữ tợn, hướng tàn đảng hỗn độn chi nhận áp sát. Kim tâm nguyệt khoanh hai tay, như có hứng thú nhìn. Lý diệu nheo mắt, sâu trong não vực giống như có từng sợi tơ máu, theo mạch máu chui vào trái tim, tim đập càng lúc càng nhanh, phóng ra những luồng lực lượng quỷ dị. Cánh tay phải vốn héo rút không ngừng bành trướng, Băng vải dày nặng cũng không che giấu được lực lượng nồng đậm, từng luồn nhộn nhạo ra. Lý Diệu gắt cao tập trung cái gáy kim tâm nguyệt, giữa hai bên chỉ có 10 mét khoảng cách. Ba giây cuối cùng. Trong rừng dương cung bạc kiếm, kim ảnh vệ cùng hỗn độn chi nhận sắp bùng nổ kịch chiến. Trong nháy mắt hai bên phát động thế công, Lý Diệu sẽ triển khai đánh bất ngờ. Lấy tu vi khủng bố của hắn bây giờ, khi hắn hạ quyết tâm muốn giết chết một yêu tộc, phóng mắt toàn bộ huyết yêu giới mặc dù một trong 12 yêu hoàng hiện thân, cũng không nhất định có thể ngăn cản hắn. Hai giây cuối cùng. Kim ảnh vệ và hỗn độn chi nhận đều chậm rãi vương ra nanh vuốt, rút binh khí, không ít yêu tộc trong cơ thể đều phát ra tiếng cơ xé rách, các khớp vạn vẹo quỷ dị, thân hình không ngừng bành trướng, gai xương nhô ra khỏi làn da, bộ lông đột nhiên thay đổi, gương mặt vạn vẹo biến hình, hiển lộ ra nhiều đặc thù hung thú hơn. Phóng ra khí tức nồng đậm như thực chất trong rừng cây phạm vi 10 dặm tràn đầy tĩnh mịch, toàn bộ yêu thú hoang dại đều câm như hến, ngủ đông ở sâu trong sào huyệt không dám nhúc nhích. Chỗ xa hơn, từng tổ chim hoảng sợ, ở trong tiếng kêu hỗn loạn qua qua hốt hoảng chạy trốn. Trống. Khi yêu khí hai bên đều phóng thích đến mức tận cùng, biến thành từng con hung thú đứng thẳng như người, một tên lang yêu của hỗn độn chi nhận rốt cuộc không chịu nổi áp lực căng thẳng, nhe răng trợn mắt, hướng một gã kim ảnh vệ gần nhất phóng đi. Vù. Kim sĩ đại bàng trên tán cây bắn ra từng đường đạn đỏ rực, ở trong đàn yêu hỗn độn chi nhận nở rộ ra lưới nham thạch nóng chảy đáng sợ. Đáy mắt lý diệu, tia máu chớp động, thân thể cuộn lại đến cực hạn, 0.5 giây sau, sẽ hướng về phía kim tâm nguyệt bùng nổ. Đúng lúc này, dị biến đột nhiên xảy ra. Trong chất mùn lá khô che kín xung quanh kim tâm nguyệt bỗng nhiên bật ra 7-8 cái bóng đen, trong bóng đen lao ra hơn trăm sợi tơ nhỏ. Ở dưới ngọn lửa chiếu rọi, sợi tơ nhỏ nở rộ ra hào quang bảy màu yêu dị vô cùng, hiển nhiên bôi nọc độc trí mạng. Thế mà lại có người mai phục trước ở lòng đất, triển khai ám sát đối với Kim Tâm Nguyệt. Kim Tâm Nguyệt không hổ là thánh nữ vạn yêu điện, yêu vương trẻ tuổi nhất huyết yêu giới, hừ lạnh một tiếng, cánh màu vàng nhạt đột nhiên triển khai, đã giống hai tấm khiên rộng thùng thình, lại giống hai thanh loan đao linh động, chuyển hóa ra mấy chục tia sáng vàng, hướng bóng đen ở bốn phương tám hướng bắn đi như điện. Trong tích tắc, Bá 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 bá, mấy tiếng, toàn bộ bóng đen ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, đã bị chém thành 17-18 đoạn. Nhưng, trên cái cánh vàng tràn đầy hào quang của Kim Tâm Nguyệt cũng đã dính nọc độc nhiều màu sặc sỡ, ở trong tiếng, xẹt xẹt, quát ra từng làn khói mỏng, mấy chục cái lông vũ bắt đầu hư thối, trên cánh chim bị ăn mòn ra những lỗ thủng xấu xí. Đáy lòng Lý Diệu thầm mắng một tiếng, cứng rắn áp chế khí thế bổ nhào ra ngoài. Kim Tâm Nguyệt bình tĩnh tránh thoát thích khách thủ hạ của cô lại không may mắn như vậy. Hầu như trong bùng đất cùng cây cố chung quanh mỗi một tên kim ảnh vệ đều lao ra ba bốn cái bóng đen, bất ngờ không kịp đề phòng, mười mấy tên kim ảnh vệ đều bị thương nặng. Kim sĩ đại bàng đứng ở trên tán cây cũng phát ra từng đợt tiếng kêu thê lương thảm thiết, thì ra là vô số độc trùng đều ngủ đông ở mặt trái của lá cây, lúc này chợt lao ra, chui vào trong lông vũ của kim sĩ đại bàng, hung hăng cắn nuốt, cào xé, phóng thích nọc độc trí mạng. Trong lúc nhất thời, trong rừng gió tanh mãnh liệt, truyền đến từng đợt mùi làm người ta buồn nôn. Lý Diệu âm thầm chật lưỡi, ngay cả hắn cũng chưa phát hiện trong rừng thế mà lại ngủ đông nhiều yêu tộc như vậy. Thần thông che giấu tung tích của đám yêu tộc này còn mạnh hơn hắc chu quỷ thứ trên tri chu sào tinh. Là cạm bẫy của hỗn độn chi nhận. Lý Diệu cẩn thận quan sát, phát hiện bị kim tâm nguyệt chém nát, đều là một số yêu tộc nửa người nửa bọ. Hình thể bọn họ phần lớn khá nhỏ, như là đem thân thể nhân loại, cưỡng ép lắp ở trên thân con nhện, bọ cạp cùng con rết. Đám yêu tộc này sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, cho dù bị kim tâm nguyệt cắt thành 17-18 đoạn, cũng chưa chắc sẽ lập tức chết đi, vết thương chảy ra máu tươi đỏ sẫm, còn có một chút chất lỏng quỷ dị màu xanh biếc, vừa gặp không khí, lập tức xẹt xẹt, bốc hơi lên, biến thành từng đám chướng khí âm độc. Lý Diệu vốn tưởng đây là cạm bẫy của hỗn độn chi nhận, không ngờ mười mấy tên yêu tộc nửa người nửa bọ ở sau khi đánh lén kim ảnh vệ, thế mà hướng ninh trung tắc vô tới. Hai gã hỗn độn chi nhận che ở trước mặt bọn họ, lại bị đám yêu tộc nửa người nửa bọ này, dùng đao chi sắc bén xé thành mảnh vụn. Kim Tâm Nguyệt tựa như sớm đã biết thân phận những thích khách này, trên mặt chợt lóe sự kinh ngạc rồi biến mất, trong tích tắc bị cuồng nộ thay thế. Cô cất cao thanh âm, hét lên một tiếng, nguyên hạo, ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ ưu tuyền quốc các ngươi muốn toàn diện khai chiến với kim ô quốc chúng ta sao sâu trong rừng cây truyền đến một đợt tiếng cười quỷ dị lại chưa có ai trả lời ngay sau đó chính là một đợt tiếng ông ông khiến da đầu phát tê như bốn phương tám hướng vô số tổ ông bị chọc ông vàng rợp trời rợp đất lao ra lý diệu ngẩng đầu nhìn giữa không trung xuất hiện mấy chục trận gió xoáy màu tím đậm giống như mấy chục đám máu đông lại một nửa ở trong tiếng ông ông dọa người phủ đầu cuốn xuống Mấy chục con kim sĩ đại bàng đứng ở trên tán cây đều bị độc trùng tra tấn không thể cất cánh, vừa lúc bị gió xoáy màu tím va vào, hoàn toàn cắn nuốt vào trong đó, hóa thành từng khối u thật lớn màu tím. Khối u màu tím không ngừng mấp máy, dãy dụa, bành trướng cùng co rút, kim sĩ đại bàng ở bên trong phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, bắn ra từng dòng lửa màu đỏ, đem những cái cây to đốt thành tro, lại không thể thiêu hủy toàn bộ độc trùng như dòi trong xương. Vài giây sau, gió xoáy màu tím tản ra, bên trong chỉ còn lại có từng bộ khung xương thủng trăm ngàn lỗ, ào một tiếng, phân tán xuống đất. Lý Diệu lúc này mới nhìn rõ, gió xoáy màu tím là do từng con mũi so với chuồng chuồng còn lớn hơn tạo thành, đám mũi tím này cánh long lanh trong suốt, năm màu sặc sỡ, đang xen thành đồ án quỷ dị sáu con mắt. Quỷ diện tử văn, PS mũi tím mặt quỷ. Lý Diệu hít một hơi. Trước khi hắn thức tỉnh linh căng, từng ở trên xe lửa đại hoang gặp phải một lần thú triều bùng nổ, thú triều do quỷ diện ngân văn tạo thành thiếu chút nữa làm bọn hắn gặp tai ương ngập đầu hy sinh cả thảy 7 người tu chân mới miễn cưỡng bám trụ cuối cùng vận dụng tinh thạch chiến hạm mới đem quỷ diện ngân văn càng quét hết quỷ diện tử văn lại là chủng loại biến dị cường hóa của quỷ diện ngân văn cần đem mấy chục loại độc trùng nghiền nát thành chất lỏng hỗn hợp ở trong máu mấy chục loại yêu thú cho quỷ diện ngân văn ăn mới có khả năng ở trong mấy ngàn con quỷ diện ngân văn sinh ra một con quỷ diện ngân văn cần tụ tập số lượng ngàn vạn mới có thể tạo thành phá hoại. Mà quỷ diện tử văn, chỉ cần một con, đã vô cùng có khả năng đem một con yêu thú hùng mạnh hút chết tươi. Nhiều quỷ diện tử văn như vậy, thế mà tụ tập lại với nhau, đây là một lực lượng khủng bố cỡ nào. Ông 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 ông. Nháy mắt cắn nuốt mười mấy con kim sĩ đại bàng, ánh sáng tím quanh thân quỷ diện tử văn càng tăng lên, giống như là quanh thân đốt lên ngọn lửa tím yêu dị, ngưng tụ thành từng dòng lũ màu tím, hướng kim ảnh vệ và hỗn độn chi nhận lao tới chỉ cần dính đến bên cạnh quỷ diện tử văn vô luận kim ảnh vệ hay là hỗn độn chi nhận đều không thể may mắn thoát khỏi bị hút thành những bộ xương ninh trung tắc kim tâm nguyệt biến sắc vẻ mặt giọng nói đều dữ tợn thấy chưa thủ hạ u tuyền lão tổ muốn đem ngươi ta giết chết hết vậy đó rơi vào trong tay ta có lẽ còn có thể sinh ra một phen biến hóa nếu là rơi vào trong tay u tuyền lão tổ các ngươi hy vọng gì cũng không có nữa. Mau, đem đồ cho ta. Ninh Trung tắt chồng râu run rẩy, hồi lâu nói không nên lời, ánh mắt lại không tự chủ được hướng một con báo săn sặc sỡ đứng thẳng như người ở bên cạnh liếc tới. Thì ra ở trên người ngươi, cầm qua đây. Kim Tâm Nguyệt vỗ đôi cánh, phía dưới cái cánh vàng nhất thời quạt ra mấy chục đống lửa màu vàng đậm, như có được sinh mệnh, hướng quỷ diện tử văn hung hăng bắn đi. Quanh thân quỷ diện tử văn lượng lờ ánh sáng tím, không kiên kỵ sợ hãi lửa bình thường vừa rồi trên thân kim sĩ đại bàng cũng lượng lờ dị hỏa lại không thương tổn được bọn nó chút nào nhưng kim tâm nguyệt quạt ra mười mấy đám lửa màu vàng đậm lại như là khắc tinh của quỷ diện tử văn mấy chục đám quỷ diện tử văn nháy mắt bị điểm hỏa biến thành bướm lửa phiêu linh kim tâm nguyệt nhân cơ hội lao về phía báo nhân lấy ra đi cánh của cô như là so với hai tay còn linh hoạt hơn như tấm vải mềm mại hướng báo nhân thổi quét đem báo nhân cuốn vào trong cánh hung hăng vạn một phát. Ninh Trung Tắc cùng báo nhân đồng thời phát ra một tiếng thét chói tai. Kim Tâm Nguyệt mỉm cười, cánh vàng cuốn về một quả cầu máu nho nhỏ như trái tim, đáy mắt phát ra hào quang yêu dị, lẩm bẩm, chính là thứ này, làm u tuyền lão tổ đêm không thể ngủ sao. Cẩn thận! Ninh Trung Tắc dựng thẳng lông mày trắng, lớn tiếng gầm rú, nó rất thiếu ổn định, tuyệt đối đừng làm vỡ, nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Lời còn chưa dứt, một cái cây to héo trụ phía sau kim tâm nguyệt lại ở sau một đợt rung rung rất nhỏ hóa thành một hình người, cành cây cứng nắc biến thành đao chi sắc bén hướng giữa cánh kim tâm nguyệt hung hăng đâm tới. Đây là một tên yêu tộc đã giống cây khô, lại giống bỏ cánh cứng, lại giống hình người, quanh thân giống như khảm tầng tầng lớp lớp giáp trụ nâu xám, trừ đôi cánh tay cực dài dưới sườn cùng sau lưng phân biệt sinh ra bảy tám cái đao chi, hai chân lấy hình thái khớp ngược cấp khúc về phía sau, nhảy bật lên một phát, tốc độ nhanh đến kinh người. Thế công của hắn nhanh như ti chớp, nhưng kim tâm nguyệt lại như là sau lưng mọc mắt, cánh vàng giống như hai thanh khoái đao nhanh như chớp, một trái một phải, hung hăng chém về phía các khớp hai chân của tên yêu tộc này. Nguyên hạo, đã biết ngươi trốn ở chỗ này. Trùng tộc tên là Nguyên hạo, tựa như không ngờ được kim tâm nguyệt phản kích tới nhanh chóng mãnh liệt như thế trong lúc nhất thời rối loạn chừng mực cực kỳ chật vật lui về phía sau nhưng chỗ kim tâm nguyệt đứng thẳng dưới lòng đất lại đột nhiên tuôn ra một cây gai đâm từ dưới lên trên hung hăng xuyên qua lòng bàn chân của cô kim tâm nguyệt đau tới mức hít một hơi hướng sâu trong rừng cây chạy trốn nhưng dưới lòng đất lại là bảy tám cái gai nhọn tuôn ra như bóng với hình bịt kín đường chạy trốn của cô Nguyên hạo vừa mới lùi bước ra, hai chân ở trên cây to che trời hung hăng dẫm một phát, mượn phản lực, ở trong tiếng cười giữ tận lại lần nữa vồ tới. Đang qua nhau một lần, Kim Tâm Nguyệt thét to một tiếng, giữa không trung chấn động rơi xuống vô số lông vũ, giống như những miếng vẫy vàng, lão đảo. Kim Tâm Nguyệt giống như một con tiên hạt bị thương, đứng một chân ở trên một chạc cây, lạnh lùng nhìn trùng tộc từ giữa mùng chui ra, nụ cười ngọt ngào không còn tồn tại, nghiến chặt hàm răng bật ra hai chữ, nguyên đố trong lòng kim tâm nguyệt tuyệt không bình tĩnh như bề ngoài nguyên đố và nguyên hạo đều là vương tử u tuyền quốc cũng là hai tên xuất sắc nhất trong hàng đệ tử dưới trướng u tuyền lão tổ tất cả đều đạt tới cấp bậc yêu vương đối phó một tên trong đó cô có lẽ còn có nắm chắc nhưng cùng lúc đối kháng hai tên hầu như không có chút cơ hội nào thủ thắng huống chi u tuyền quốc là quốc gia trùng tộc dưới lòng đất ở trong loại hoàn cảnh địa hình rừng cây hiểm ác này Trùng tộc có được ưu thế trời sinh, mà Kim Tâm Nguyệt Vũ tộc như vậy ngao du trên chín tầng trời, giỏi về tốc độ, ở trong rừng lại không phát huy ra được ưu thế của bản thân. Hỗn động chi nhận, từ chỗ U Tuyền lão tổ trọng đi rốt cuộc là cái gì, thế mà khiến U Tuyền lão tổ phái ra hai đệ tử xuất sắc nhất đuổi giết vạn dặm, thậm chí vận dụng quỷ diện tử văn quý giá vô cùng. Giá trị mỗi một con quỷ diện tử văn đều phải vượt qua một con yêu thú bình thường, mỗi một lần chiến đấu ít nhất phải chết mấy trăm hơn một ngàn con quỷ diện tử văn, cho dù là U tuyền lão tổ một trong 12 yêu hoàng, cũng sẽ không dễ dàng vận dụng quỷ diện tử văn. Kim Tâm Nguyệt liếc mắt đảo qua cả chiến trường, ở trong rừng u ám, Kim ảnh vệ cô mang đến phần lớn chết thảm ở dưới trùng tộc đánh bất ngờ, đặc biệt Kim ảnh vệ bị quỷ diện tử văn hút khô máu tươi mà chết, hài cốt khô khốc, vô cùng thê thảm. Kim Tâm Nguyệt âm thầm mắng một tiếng, lại nhìn lướt qua bầu trời, bầu trời bị tán cây rậm rạp che trụ, cô phi thường khẳng định trên tán cây khẳng định bò đầy độc trùng trí mạng cô thậm chí cũng có thể cảm giác được từng luồng nọc độc trí mạng từ trên tán cây nhỏ xuống u tuyền vương tử nguyên đố từ giữa mùng chui ra lại không xấu xí giống người bọ bình thường hắn giống như là một nhân loại thân hình cao lớn mặc một tầng giáp dùng nguyên lý phỏng sinh học luyện chế mà thành trên giáp sát hoa mỹ tinh xảo che kín lống đống vàng hoa lệ mặc dù ở trong đêm tối cũng nở rộ ra hào quang rực rỡ trên mặt bị giáp sắt bọc dựng đứng hai cái sừng dài như chiến kích uy vũ hùng tráng có thể nói tướng mạo đường đường mày kiếm mắt sáng là một mỹ nam tử hạng nhất chỉ là trên khuôn mặt nhộn nhạo một mảng tà khí mờ nhạt con mắt luôn chuyển động không ngừng làm người ta vừa thấy hắn liền cảm giác trong lòng bò đầy lũ bọ nhỏ nguyên đố nguyên hạo hai huynh đệ các ngươi lá gan thật sự quá lớn rồi kim tâm nguyệt lạnh lùng nói các ngươi làm như vậy chẳng lẽ không sợ Kim Ô Quốc và U Tuyền Quốc hoàn toàn xé rách da mặt, toàn diện khai chiến sao? Nguyên Đố và Nguyên Hạo liếc nhau, mỉm cười, hướng Kim Tâm Nguyệt đưa tay, thản nhiên nói, lấy ra. Giọng hắn vừa trầm vừa nghẹn, còn kèm theo tạp âm ong ong, giống như là trong cổ họng kẹt một đàn mũi. Đôi mắt đẹp của Kim Tâm Nguyệt đảo đảo, cười duyên nói, Nguyên Hạo, ta nhớ rõ U Tuyền Lão Tổ không phải luôn để ngươi phụ trách truy ra thu lại món đồ này sao? Sao lại đem đại ca ngươi đưa ra? Xem ra U Tuyền lão tổ từ đầu tới giờ đều không tin ngươi. Cái này cũng khó trách, ai chẳng biết trong U Tuyền quốc là đại ca ngươi nắm giữ quyền to, ngươi chẳng qua là cái đuôi của hắn mà thôi. Ngay cả ở dưới trướng U Tuyền lão tổ, cũng là đại ca ngươi được lòng hắn hơn, lần này lại là đại ca ngươi mã đáo thành công, đoạt lại chí bảo, xem ra vị trí của hắn ở U Tuyền quốc cùng dưới trướng U Tuyền lão tổ, càng thêm không gì phá nổi. Nguyên hạo sửng sốt, nụ cười giữ tận nhất thời có chút cứng ngắc. Nguyên đố giận dữ, Kim Tâm Nguyệt, ngươi nói cái gì? Ý cười của Kim Tâm Nguyệt càng tăng lên, tốt, hôm nay là ta thua một nước cờ, trúng các ngươi mai phục, đem đồ giao cho các ngươi cũng không phải không được, nhưng ta chỉ giao cho ngươi, Nguyên hạo. Chưa đợi hai gã u tuyền quốc vương tử đáp lại, Kim Tâm Nguyệt giơ tay lên, một mảng ánh sáng màu đỏ hướng Nguyên hạo gào thét lao đi phản ứng theo bản năng của nguyên hạo chính là đi đón lấy nguyên đố lại trầm mặt, không nói một tiếng lui về phía sau nguyên hạo phản ứng hơi chậm nửa nhịp cứng rắn ngừng bước đã không còn kịp lại nghe tầm một tiếng trên không trung một quả cầu lửa màu vàng đậm phát nổ bắn tung tóe ra vô số ngọn lửa hình dạng lông vũ giống như thanh đao sắc bén xuyên thấu vô số thân cây cùng thân thể yêu tộc tạo thành sát thương quần thể đối với hỗn độn chi nhận u tuyền yêu tộc cùng kim ô yêu tộc đây căn bản không phải món đồ bọn họ đang truy tìm thu lại, mà là một quả bom dùng yêu đang luyện chế thành. Món đồ ta không chiếm được, ai cũng đừng mong có được. Kim Tâm Nguyệt ở trong một đợt tiếng cười như chuông bạc, hướng sâu trong rừng cây chạy trốn, thân hình hóa thành ánh sáng, cánh vàng giãn ra đến cực hạn, như hai thanh khoái đao, đem cây to che trời ở xung quanh đều chặt đứt tận gốc, rơi xuống ngổn ngang hỗn loạn, chặn đường truy binh. Đuổi theo. Hai tên U Tuyền Vương tử mắt lộ hung quang, Nguyên hạo thổi lên một cái còi dùng sát ve sầu luyện chế thành, ở trong tiếng còi quỷ dị, mấy chục đám quỷ diện tử văn ngưng tụ cùng một chỗ, mặt ngoài lồi lõm không ngừng mất máy, biến thành mấy chục cái đầu quỷ thiêu đốt lửa tím hừng hực, hướng kim tâm nguyệt bắn như điện. Trong rừng rậm nguyên thủy mênh mông, cánh gian ra đạt tới mấy chục mét tuyệt đối là một loại liên lụy. Sâu trong núi bách hoang cổ thụ che trời thường thường đều sinh trưởng mấy ngàn năm, đường kính vượt qua 10 mét, tính chất cứng rắn như sắt. Cho dù cánh kim tâm nguyệt sắc bén như đao, sau khi liên tục chặt đứt mấy trăm cái cây to, ánh lửa lượng lờ trên nó cũng ảm đạm đi không ít. Kim tâm nguyệt vài lần đều muốn lao vút lên trời, đều bị quỷ diện tử văn tạo thành đầu quỷ áp chế xuống, huống chi trong vô số trùng tộc của U tuyền quốc, cũng có không ít tộc loại sở trường phi hành, một khi bay đến giữa không trung không có gì che chắn, xác suất bị phát hiện càng cao hơn. Phốt Sau lần thứ bảy đánh nát đầu quỷ quỷ diện tử văn tạo thành, Kim Tâm Nguyệt rốt cuộc không chống đỡ được, điên cuồng phun ra một nguồn máu tươi, yêu diễm quanh thân ảm đạm đi không ít. Nguyên Đố và Nguyên Hạo liên tục cười dữ tợn, phát động thế công trí mạng, mũi nhọn sắc bén, đều bôi lên một tầng ánh sáng màu xanh mơ hồ, một mùi tanh tử sặc sụa từ trong gió tanh đao chi nhất lên nhộn nhạo ra. Nhưng mà, thế công của Nguyên Hạo vừa mới giãn ra đến cực hạn, trước mắt đao chỉ có thể xuyên thấu cánh Kim Tâm Nguyệt, lại như là bị tia chớp vô hình hung hăng bổ trúng, Cả người đều giật bắn lên, thân thể cực kỳ quỷ dị của mình thành một cục. Ba bốn đao chi không kịp cuộn về, lại không chút dấu hiệu thoát ly thân thể. Thẳng đến máu tươi ở trên hư không chảy ra thành mấy sợi dây nhỏ, Kim Tâm Nguyệt và Nguyên Đố mới phát hiện, ở trên mấy cái cây to bên cạnh bọn họ, quấn ngang quấn dọc vô số sợi tơ cực nhỏ. Sợi tơ gần như trong suốt, so với tơ nhện còn nhỏ hơn mấy chục lần, nhưng lại bền bỉ vô cùng, giống như là lưỡi dao sắc bén nhất. Nguyên hạo không hề phòng bị lao đầu va phải, tự nhiên bị tốc độ của mình chặt đứt mấy chi. May mà cảm giác của hắn vô cùng sâu sắc, trong tích tắc sắp va phải sợi tơ phát hiện không đúng, thân thể chợt cuộn lại, nếu không, những sợi tơ nhỏ này vô cùng có khả năng làm nửa người trên dưới của hắn hoàn toàn chia lìa. Nhưng, một động tác này, chẳng qua là khiến tính mạng của hắn kéo dài nửa giây mà thôi. Ngay trong tích tắc nguyên hạo rơi xuống đất, một tia sáng đỏ từ điểm rơi của hắn chợt bùng nổ, giao nhau với hắn một cái nhảy lên ngọn cây cái đầu xấu xí của nguyên hảo phóng lên cao trên mặt hãy còn động lại vẻ mặt kinh ngạc tới chết cũng chưa thấy rõ đã xảy ra chuyện gì quanh thân yêu tộc loại côn trùng đều có không ít gốc thần kinh độc lập ở sau khi mất đầu thân thể lại chưa ngã xuống run rẩy càng lúc càng điên cuồng giống như một điệu nhảy tử vong sâu trong đôi mắt kim tâm nguyệt một mảng ánh sáng đỏ dần dần động lại là thôn dân rất đáng ngờ cô ở khô diệp thôn gặp được kia. Giờ phút này, dung mạo thôn dân này lại đã hoàn toàn khác với vừa nãy. Băng vải quấn quanh trên mắt trái cùng cánh tay trái tất cả đều hóa thành tro tàn, lộ ra ánh mắt so với hoa sen đỏ càng thêm rực rỡ, so với hồng bảo thạch càng thêm thâm thúy, so với nham thạch nóng chảy càng thêm cực nóng yêu dị. Cánh tay trái vốn héo rũ cũng căng tràn đến cực điểm, từng luồng hoa văn màu máu đang xen ngang dọc ở trên cánh tay trái hợp thành từng phù văn huyền ảo phức tạp, giống như có được sinh mệnh, không ngừng biến ảo. Cánh tay trái từ trên xuống dưới, tổng cộng đeo ba cái vòng tròn màu vàng đậm, tựa như là cấm chế mạnh mẽ nào đó, đem một lực lượng cực mạnh gắt gao trấn áp trong cánh tay trái, đã có thể vận dụng loại lực lượng này, lại không đến mức làm lực lượng mất khống chế. Đây rốt cuộc là yêu tộc gì vậy? Kim Tâm Nguyệt gia đầu phát tê, ngay cả lúc đối mặt hai gã vương tử U Tuyền Quốc, cô cũng chưa từng run sợ như thế, nhưng khí thế tên yêu tộc thần bí này phát ra, lại không biết vì sao làm cô nhớ tới cha mình, một trong 12 yêu hoàng, thống soái cao nhất của vạn yêu liên quân, Kim Đồ Dị. Hắn là ai? Một chiêu chém giết nguyên hảo cấp yêu vương, tuy là dùng cạm bẫy đánh lén, nhưng thực lực của hắn ít nhất cũng ở cảnh giới cao giai yêu vương, thậm chí có khả năng đạt tới cấp yêu hoàng. Không có khả năng là nhân mã phe u tuyền lão tổ, cũng không có khả năng là tàn đảng hỗn độn chi nhận, trong hỗn độn chi nhận, Tuyệt đối không có một cao thủ như vậy. Chẳng lẽ là cao thủ thần bí của sư Đồ Quốc hoặc là Phách Hải Quốc? Không có lý do nha. Ta đuổi theo hỗn độn chi nhận tàn đảng đến nơi đây, thuần túy là trùng hợp, hắn lại là nửa tháng trước đã ngủ đông trong thôn trang nhỏ kia. Không có thời gian tự hỏi, bởi vì tên huyết mâu yêu tộc cường đại đến không thể tưởng tượng này đã hóa thành một luồng hào quang đỏ sẫm, hướng cô lao mạnh tới. Trong nháy mắt, Kim Tâm Nguyệt cảm thấy mình đối mặt căn bản không phải một tên yêu tộc, mà là một mảng thủy triều đỏ rập trời rập đất. Vù U tuyền quốc vương tử nguyên đố mắt thấy đầu của em trai lên trời, nháy mắt làm ra quyết đoán, trong miệng phát ra một tiếng thép dài thê lương, mười mấy cái đầu quỷ do quỷ diện tử văn ngưng tụ thành, lấy tư thái ngọc đá cùng vỡ đánh về phía huyết mô yêu tộc. Nguyên đố quay đầu hướng Kim Tâm Nguyệt hô lên, hắn không phải nhân mã của chúng ta, sẽ không tha cho chúng ta, cùng xông lên, xử lý hắn rồi nói sau thời gian một câu quỷ diện tử văn ngay cả yêu hỏa cũng đốt không chết thế mà lại ở dưới cánh tay trái lượng lờ sương máu của đối phương ăn mòn tan thành mây khói như ngọn nến hòa tan biến thành một vũng bùng nhão được tình cảnh này làm kim tâm nguyệt hồn phi phách tán cô cũng sẽ không ngây thơ đến mức cho rằng đối phương chém giết vương tử u tuyền quốc thì ở cùng một chiến tuyến với cô đối phương càng có khả năng là muốn đem cô cùng nhân mã u tuyền lão tổ giết chết hết độc chiếm bí bảo lưỡng hại tương quyền thủ kỳ khinh ở dưới sự làm nền của tên huyết mô yêu tộc đáng sợ này nguyên đố quả thực thiện lương hồn nhiên như là đứa trẻ ba tuổi kim tâm nguyệt cắn chặt môi cùng nguyên đố một trái một phải cộng thêm mười mấy cái đầu quỷ quỷ diện tử văn còn lại ngưng tụ thành đồng thời đánh về phía chỗ yếu hại của đối phương ba mấy trăm cái lông vũ vàng sắc bén xé nát từng cái hư ảnh màu máu lại ngay cả cái đuôi của đối phương cũng chưa đụng đến Kim Tâm Nguyệt chật chấn động, cảm giác ngực bị một lực lượng cực mạnh xuyên qua, trái tim đau đớn giống như cưỡng ép móc ra vậy. So với đau đớn càng làm cô sợ hãi gấp trăm lần, là sát khí kinh người nhộn nhạo ra trong mắt trái của đối phương. Muôn vàng luồng sát khí, trong phút chốc đem rừng cây biến thành một mảng địa ngục giết chóc vô biên vô hạn. Thần hồn Kim Tâm Nguyệt hầu như co rút lại thành một hạt đậu tương, một chút ý chí chống cự miễn cưỡng ngưng tụ cũng sụp đổ. Cô thậm chí còn nghe được bốn phương tám hướng truyền đến từng đợt gió âm, âm nhạc khủng bố quỷ khí âm u. Đây, đây rốt cuộc là quái vật gì? Ma âm quán não, đầu Kim Tâm Nguyệt cũng sắc nổ tung. Thân là thánh nữ vạn yêu điện, cô từng cùng vô số tuyệt thế hung yêu chuyện trò vui vẻ, vô luận lão tổ tông U Tuyền Quốc U Tuyền lão tổ, hay là huyết bào lão tổ hậu trường sư đồ quốc, hoặc là phụ thân của cô, Thái thượng hoàng Kim Ô quốc, thống soái vạn yêu liên quân Kim Đồ Dị cô lại chưa từ trên thân các yêu hoàng cường đại nhất này của huyết yêu giới, cảm giác được sát ý sắc bén, khủng bố, trí mạng như thế. Trong minh minh, cô cảm giác mình chỉ là một con bọ nhỏ bị đóng đinh có trên tiêu bản, đối phương chỉ cần dùng một ánh mắt, đã có thể đem cô tách rời. Phốt Kim tâm nguyệt điên cùng phun ra máu tươi, thân thể giống như không thuộc về mình nữa, chỉ có thể từ cây to nhanh chóng lướt qua phát hiện mình đang bay ngược ra với tốc độ cao. Cô không dám cúi đầu xem xét, sợ vừa cúi đầu liền nhìn thấy ngực mình xuất hiện một cái lỗ thủng to bằng chậu rửa mặt, lục phủ ngũ tạng đều không cánh mà bay. Chuyện quỷ dị lại xảy ra ở giờ khắc này. Một cảm giác mát lạnh cực kỳ thoải mái, lại từ vai trái ù vào trong cơ thể, theo trái tim hướng tứ chi bách hải, kỳ kinh bát mạch lan tràn, làm cô ở trong chết lặng sinh ra một lực lượng hoàn toàn mới. Kim Tâm Nguyệt vận dụng lực lượng này, hung hăng cắn chót lưỡi, ép mình từ dưới uy áp của đối phương dãy dụa ra, ánh mắt đảo qua lại thấy vương tử u tuyền quốc nguyên đố giống với mình giống như diều đứt dây dãy giụa ở giữa không trung kim tâm nguyệt nhíu lại mắt đẹp cánh vàng cuộn ngược nhấc lên một trận gió xoáy đem nguyên đố một lần nữa cuốn về phía huyết mâu yêu tộc đáng sợ kim tâm nguyệt giữa không trung truyền đến nguyên đố rít cào vừa sợ vừa giận vừa tuyệt vọng kim tâm nguyệt cười trộn một tiếng ở giữa không trung thay đổi tư thế hướng sâu trong rừng cây bắn đi như điện Cô chỉ sợ chậm trễ nửa giây, ngay cả đầu cũng không dám quay lại, chỉ ở trong rừng cướp đường chạy như điên, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh sau lưng. Trong rừng náo nhiệt như mở một sòng bạc. Tiếng ông kêu, tiếng bỏ rít, tiếng kêu thảm, tiếng nổ, lúc trầm lúc bổng, không dứt bên tai. Là thủ hạ của Nguyên Đố. Kim Tâm Nguyệt rất nhanh phân biệt ra, nhưng bọn hắn tựa như chưa chiếm được chút ưu thế nào cả, không đúng, phải nói là. Giết chốc nghiêng về một phía, phán đoán như vậy làm trái tim kim tâm nguyệt hầu như đông lại u tuyền lão tổ là một trong những yêu hoàng đáng sợ nhất vạn yêu điện nguyên đố thân là đệ tử u tuyền lão tổ thương yêu nhất chấp hành nhiệm vụ bí mật muốn gạt bỏ huyết mạch một tên yêu hoàng khác dẫn dắt đương nhiên đều là cao thủ tinh nhuệ nhất trong u tuyền quốc kim ảnh vệ kim tâm nguyệt tự mình dẫn dắt cũng tính là nhất lưu hảo thủ trong kim ô quốc vẫn ở trong tích tắc đã bị nhân mã của nguyên đố giết chết nhưng bây giờ Tên huyết mô yêu tộc thần bí này, thế mà bằng vào sức một người, ở trong chiến trường rừng rậm trùng tộc sở trường nhất, đem đám cao thủ này như là giết mổ gà chó, lần lượt giết chết. Bỗng nhiên, hai chân kim tâm nguyệt mềm nhũng, hầu như ngã nhào về phía trước. Cô phát hiện, tiếng chém giết không biết dừng lại khi nào, trừng cây lại khôi phục yên tĩnh như chết, yên tĩnh tới mức ngay cả tiếng một con mũi bay qua cũng rõ ràng có thể phân biệt. Là, là tên huyết mô yêu tộc này bị bọn nguyên đố giết chết hay là mái tóc dài màu vàng của kim tâm nguyệt hầu như sắp dựng đứng lên từng sợi con ngươi hầu như sắp bật ra khỏi hốc mắt lại thấy phía trước mình một bóng người thon dài từ trên trời giáng xuống trong hoảng hốt cánh tay trái đối phương giống như một con dao long màu máu hướng đầu của cô hung hăng chọc tới mỗi một tế bào của cô giống như đều bị sát ý ngập trời của đối phương ăn mòn ngay ra như phỏng ngồi chờ chết bá dao long màu máu giáng sát khuôn mặt của cô Đâm vào trong một tảng đá lớn phía sau cô, rắc một tiếng, tảng đá lớn nứt vỡ thành bụi nhỏ bé nhất, thổi đầy đầu đầy mặt cô. "Đủ rồi." Lý Diệu dùng tay phải gắt gao nắm lấy cánh tay trái, lực lượng to lớn, ngón tay như kìm sắt khảm thật sâu vào trong cánh tay trái, hầu như sắp đem sợi gân cùng mạch máu bóp đứt hết. Hắn ở sâu trong não vực phát ra tiếng hét to, theo thần hồn phóng ra từng tia chớp, huyết sắc tâm ma bành trướng đến cực hạn một lần nữa bị hắn trấn áp phát ra tiếng thét chói tai bất mãn. Chưa về thiên nguyên giới, quả nhiên là đúng. Sát ý của ta thật sự quá mạnh, động cái là đại khai sát giới, may mắn giết đều là yêu tộc, nếu không nhất định sẽ giao động đạo tâm. Xem ra, phải ở huyết yêu giới mài dũa đạo tâm tiếp, ít nhất nắm giữ phương pháp khống chế sát ý, mới có thể trở về thiên nguyên giới. Lý Diệu hít sâu một hơi, còn đắm chìm ở trong khoái cảm giết chóc không thể rút ra, dùng gần 10 giây, mới làm trái tim điên cuồng nhảy lên khôi phục bình tĩnh hắn sâu trong đầu lẩm bẩm cô ta là công chúa kim ô quốc con gái yêu hoàng kim đồ dị bây giờ một tên yêu hoàng khác là u tuyền lão tổ lại muốn giết cô ta nếu giữ cô ta lại có lẽ có thể khơi mào mâu thuẫn của kim ô quốc cùng u tuyền quốc càng thêm hữu dụng hơn so với trực tiếp giết chết cô ta kim tâm nguyệt hoàn toàn không biết mình đã đi qua ở trên quỷ môn quan một chuyến cô chỉ cảm thấy suối nước nóng trên vai trái dần dần hóa thành một dòng nham thạch nóng chảy, miệng khô lưỡi khô, ý thức mơ hồ, lung lay sắp đổ. Lý Diệu đã nhận ra sự khác thường của cô, ánh mắt hướng xuống, lại sửng sốt. Móng bí bảo nọ được hỗn độn chi nhận trưởng lão Ninh Trung Tắc xưng là có thể thay đổi tương lai huyết yêu giới cùng thiên nguyên giới, như là một con bạch tuộc khô quắc, bám ở trên vai trái kim tâm nguyệt. Giữa nó có một vết nước hẹp dài, lan tràn ra xung quanh vài sợi mạch máu, chui vào trong cơ thể Kim Tâm Nguyệt. Mạch máu phình lên co lại, từng dòng chất lỏng ánh huỳnh quang màu xanh lục cù vào trong cơ thể Kim Tâm Nguyệt. Xem ra, bí bảo này ở trong kịch chiến vừa rồi kịch liệt lay động, lại trong lúc vô tình bị kích hoạt, hòa hợp một thể với Kim Tâm Nguyệt. Vẻ mặt Kim Tâm Nguyệt vô cùng quỷ dị, tự cười mà không cười, hốt hoảng, con ngươi màu vàng bị một dòng chất lỏng màu xanh lục nhạt xâm nhập, giống như là hai đám lửa xanh lục yêu dị, ở đáy mắt cô cùng loạn nhảy lên. Kim Tâm Nguyệt rốt cuộc không chống đỡ được nữa, trên rỉ một tiếng, mềm nhũn ra, lâm vào hôn mê. Lý Diệu nhíu mày, trầm ngâm một lát, cách không cảm giác một phe nhiệt độ cơ thể của đối phương, phát hiện nhiệt độ ngoài thân Kim Tâm Nguyệt ít nhất ở 80 độ trở lên, còn đang nhanh chóng tăng lên. Lý Diệu lấy ra một thanh đao xương, cậy bí bảo bám vào ở đầu vai Kim Tâm Nguyệt một lần, nào ngờ bí bảo này lại như là một cái xác khô quắc rớt xuống, ở trên đất vỡ thành bốn năm cánh hoa. Bên trong cái xác trống rỗng, toàn bộ chất lỏng màu xanh lục đều bị Kim Tâm Nguyệt hút vào trong cơ thể. Đầu vai Kim Tâm Nguyệt, tổng cộng có 7 vết thương một lớn 6 nhỏ, mơ hồ tỏa ra ánh sáng xanh lục, nhanh chóng khép lại, rất nhanh biến mất không thấy nữa. Bí Bảo Hỗn Độn chi nhận, Kim Ô quốc cùng U Tuyền lão tổ đều đang tranh đoạt, xem ra chính là loại chất lỏng màu xanh lục này lấy phương thức quỷ dị lưu giữ, bây giờ toàn bộ chất lỏng đều bị Kim Tâm Nguyệt hấp thu, không biết sẽ xảy ra biến hóa thế nào. Lý Diệu không phải hạng người thương hương tiếc ngọc, nhưng hắn thật sự vạn phần tò mò đối với Ninh Trung Tắc nói thay đổi tương lai huyết yêu giới cùng thiên nguyên giới, sau khi cân nhắc kỹ càng một phen, vẫn một tay nhấc lên Kim Tâm Nguyệt, hướng chỗ sâu hơn của rừng cây rảo bước tiến lên. Núi Bách Hoang liên miên hơn vạn dặm, mênh mông, khắp nơi đều là thác nước, khe sâu cùng vách đá. Lúc bình minh, Lý Diệu ở phía sau một chỗ thác nước tìm được một chỗ hang núi thiên nhiên, sau khi dùng sát ý đuổi đi rắn rết chuột bọ trong hang núi, liền đem kim tâm nguyệt ném vào kim tâm nguyệt lâm vào sốt cao siêu cấp làn da hừng hực nóng lên như ngọn lửa nhưng trong tứ chi bách hải lại có từng dòng chất lỏng màu xanh lục không ngừng khuếch tán giống như hai lực lượng quỷ dị đang đấu với nhau trong cơ thể cô trạng thái quỷ dị kéo dài khoảng vài giờ kim tâm nguyệt giống như thừa nhận khổ hình sống không bằng chết khi thì phát ra tiếng tru lên thống khổ khi thì lại truyền đến tiếng rên rỉ thê thảm thậm chí không chút ý thức lăn qua lăn lại ở trên mặt đất cuối cùng cuộn mình thành bộ dáng thai nhi trong tử cung. Từ trong lỗ chân lông quanh thân dần dần tiết ra một chút dịch xanh lục mờ nhạt, lưu chuyển toàn thân, hình thành một màn lục mỏng manh, đem cô hoàn toàn bao vây ở bên trong. Trong những càng khôn của Lý Diệu mang theo không ít thuốc chữa thương, nhưng kim tâm nguyệt bệnh trạng kỳ lạ, lại thêm yêu tộc và nhân tộc cấu tạo thân thể khác nhau, thậm chí ngay cả tế bào cũng khác nhau rất lớn, Lý Diệu cũng không dám dùng thuốc bừa bãi, chỉ có thể cẩn thận quan sát, âm thầm tự hỏi, suy nghĩ sâu xa hồi lâu hắn quyết định phát động năng lực huyết văn tộc mình mới nắm giữ lấy một giọt máu tươi của kim tâm nguyệt để phân tích ngón trỏ tay trái ở dưới vai trái của kim tâm nguyệt nhẹ nhàng điểm một phát một luồng linh năng phá vỡ làn da cùng máu thịt từ sâu trong trái tim lấy ra một giọt máu tươi giọt máu trong suốt lăn lộn ở đầu ngón tay rất nhanh rót vào trong cơ thể lý diệu lý diệu nheo mắt thần hồn xâm nhập bên trong giọt yêu huyết này không ngừng phóng đại kết cấu máu tập trung tinh thần quan sát cùng phân tích. Sâu trong não vực Lý Diệu dần dần hình thành một bộ hình ảnh không gian ba chiều, thần hồn của hắn và huyết sắc tâm ma cùng nhau hết sức chuyên chú nghiền ngẫm. Thoạt nhìn, máu kim tâm nguyệt và các yêu tộc cũng không có khác biệt quá lớn, sau khi phóng đại vô số lần, giống như ở trong một vùng biển màu đỏ bán trong suốt, chật ních vô số tế bào như sứa. Trong đó tuyệt đại bộ phận tế bào, như là hồng huyết cầu cùng bạch huyết cầu, giống với nhân loại nhưng còn có một bộ phận nhỏ tế bào bên mép tương đối mơ hồ như là một giọt mực nước rơi ở trên giấy tuyên thành thể hiện ra trạng thái như vần sáng hướng bốn phương tám hướng kéo dài ra vô số lông nhọn những tế bào này rõ ràng so với tế bào bình thường càng thêm sinh động không chút quy luật lao đi nhảy lên thậm chí dùng lông nhọn bắt lấy một tế bào bình thường cắn nuốt vào sau một lát phần tách thành hai hoặc là bốn tế bào sinh động mới đây là yêu hóa tế bào sau khi bị virus yêu thần lây nhiễm hình thành là khác biệt lớn nhất của yêu tộc cùng nhân tộc. Nhân loại là một loại động vật, ở bên ngoài tế bào có được một tầng màng tế bào ổn định, dùng để tiến hành trao đổi năng lượng cùng vật chất trong ngoài. Mà sau khi bị virus yêu thần lây nhiễm, màng tế bào của tế bào bình thường sẽ xảy ra dị biến, trở nên cực kỳ mơ hồ cùng sinh động, tính xâm lược cùng năng lực phân liệt đều tăng lên rất nhiều, còn tiến hóa ra mấy trăm hơn một ngàn lông nhọn, giúp bọn họ thu lấy nhiều vật chất hơn nữa chính là ở dưới những yêu hóa tế bào không thể tưởng tượng này giúp đỡ yêu tộc mới có thể bằng vào thân thể máu thịt kích phát ra thần thông vô cùng cường đại thậm chí chống lại tinh khải cùng tinh thạch chiến hạm của nhân loại lý diệu lúc vừa tới thôn khô diệp vụng trộm thu thập không ít máu thôn dân để tiến hành nghiên cứu đối với các loại yêu hóa tế bào đều có bước đầu nhận thức ồ đây là cái gì lý diệu âm thầm nhíu mày phát hiện ở trong máu của kim tâm nguyệt có thêm một loại vật chất hắn chưa bao giờ gặp giống như các hạt nhỏ bé màu xanh lục lấy tốc độ nhanh vô cùng chui vào trong yêu hóa tế bào trong nháy mắt đã khiến yêu hóa tế bào của kim tâm nguyệt héo rút đi lông nhọn xung quanh đều rụng ra một lần nữa thể hiện ra màng tế bào rõ ràng loại hạt nhỏ này đường kính rất nhỏ ước chừng chỉ có một phần mấy vạn của yêu hóa tế bào bình thường đã đạt tới cấp bậc virus chẳng lẽ là một loại virus hoàn toàn mới lý diệu lệnh huyết sắc tâm ma lấy ra hai tế bào của kim tâm nguyệt một cái là yêu hóa tế bào bình thường một cái là yêu hóa tế bào từng bị virus màu xanh lục lây nhiễm yêu hóa tế bào trừ lông nhọn trên bàn tế bào khác biệt lớn nhất với tế bào bình thường chính là hình thái cùng phân bố của tuyến lạp thể tuyến lạp thể là đơn vị chế tạo năng lượng trong tế bào lại được xưng là nguồn động lực của tế bào kết cấu cùng hiệu suất chuyển đổi năng lượng của tuyến lạp thể trực tiếp quyết định thực lực của một cường giả tuyến lạp thể của người tu chân thường thường so với người bình thường còn khổng lồ hơn mười mấy lần thậm chí gấp trăm lần ở trong tế bào số lượng cũng nhiều hơn cho nên có thể trong tích tắc phóng ra năng lượng mạnh mẽ vô cùng cũng có thể trực tiếp hấp thu năng lượng sấm sét không đến mức bị tổn thương tuyến lạp thể của yêu tộc bi lại là một con đường khác trừ thể tích khổng lồ này mặt ngoài càng gồ ghề hố lỗ che kín khe rảnh như bộ não do đó diện tích sau khi trải ra của nó liền so với tuyến lạp thể bình thường gia tăng tới mấy chục lần gấp trăm lần, hiệu suất sinh ra năng lượng cao hơn, mà yêu tộc cũng có thể bằng vào loại tuyến lạp thể biến dị này, để chế tạo ra yêu hóa linh năng, thiên biến vạn hóa, quỷ bí khó lường. Ở dưới sự quan sát của Lý Diệu, trong yêu hóa tế bào đầu tiên của Kim Tâm Nguyệt, tuyến lạp thể quả thật là gồ ghề, che kín khe rảnh. Mà ở trong một yêu hóa tế bào khác bị virus màu xanh lục lây nhiễm, khe rảnh của tuyến lạp thể thế mà bị sang phẳng quỷ dị. Mặt ngoài tuyến lạp thể cực kỳ bóng loáng, màng tế bào bên ngoài cũng rõ ràng có thể phân biệt, lại không nhìn thấy dấu vết một sợi lông nhọn nào. Những yêu hóa tế bào này sau khi bị virus màu xanh lục lây nhiễm, thế mà không có gì khác với tế bào nhân loại. đúng lúc này, sâu trong tế bào sau khi bị lây nhiễm này, lại phun trào ra vô số hạt nhỏ màu xanh lục, dễ dàng xuyên thấu màng tế bào, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. ban đầu chỉ có một hạt nhỏ màu xanh lục, không tới mấy phút đồng hồ, lại đã tăng lên tới mấy trăm hạt. Rất nhanh, hạt nhỏ màu xanh lục càng lúc càng nhiều, đem đại bộ phận yêu hóa tế bào của kim tâm nguyệt, đều chuyển hóa thành tế bào bình thường. 5 phút đồng hồ sau, giọt máu tươi lấy từ trên thân thánh nữ yêu tộc này, đã không có gì khác với máu tươi nhân loại bình thường. Đây, đây là... Lý Diệu trợn mắt há hốc mồm, mơ hồ cảm thấy mình quả thật đã có một phát hiện kinh thiên động địa. Lại nhìn Kim Tâm Nguyệt, cô khổ sở giải dụa vài giờ, giờ phút này rốt cuộc thoáng khôi phục bình tĩnh, nhưng cái cánh thon dài lại hơn phân nửa đã thu về trong cơ thể, từ bên cạnh nhìn lại, hoàn toàn là bộ dáng một cô gái nhân loại bình thường. Lý Diệu gian Nan nuốt ngụm nước bọt, lại từ trong cơ thể của cô thu thập vài giọt máu tươi để phân tích. Một lần này, toàn bộ yêu hóa tế bào trong máu của cô đều đã không cánh mà bay, hoàn toàn là một nhân loại. Cho nên nói, loại virus màu xanh lục quỷ dị này, có thể khiến yêu tộc biến thành nhân loại. Lý Diệu mơ hồ có chút đau răng yêu tộc bậc cao có được năng lực hóa hình, có thể che giấu đặc thù yêu tộc, giả thành bộ dáng nhân loại. Nhưng đây chỉ là biến hóa trên ngoại hình, trong cơ thể bọn họ vẫn như cũ tồn tại lượng lớn yêu hóa tế bào. Ở thiên nguyên giới, chính là thông qua nhiều tầng kiểm tra đo lường đối với máu, bộ lông cùng vật bài tiết, để kiểm nghiệm yêu hóa tế bào tồn tại, dùng phương thức này, bắt được gián điệp yêu tộc, lần nào cũng đúng. Nhưng bây giờ, một tên yêu tộc thế mà trước mặt Lý Diệu, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài đều đã biến thành một con người có thể nào không khiến hắn kinh hãi muốn chết lý diệu bây giờ còn chưa xác định loại biến hóa này có phải đảo ngược hay không là ở trong thời gian nhất định còn có thể biến trở về yêu tộc hay là vĩnh viễn biến thành nhân loại vô luận như thế nào trưởng lão hỗn độn chi nhận cũng không nói sai bí bảo này quả thực có khả năng hoàn toàn thay đổi tương lai của huyết yêu giới cùng thiên nguyên giới thử nghĩ nếu có vô số cao thủ huyết yêu giới đều thông qua phương thức này thay hình đổi dạng hoàn toàn biến thành nhân loại ẩn núp đến thiên nguyên giới thậm chí bọn họ có thể đã sớm làm như vậy hay không sớm ở mười mấy hai mươi năm trước đã ẩn núp đến thiên nguyên giới lấy thân phận nhân loại bình thường sinh sống học tập làm việc thậm chí từng bước một hướng lên trên đi lên địa vị cao của tinh diệu liên bang yêu tộc vốn đã có được năng lực hóa hình nếu ngay cả tế bào cũng giống với nhân loại như đúc vậy người cùng yêu phân biệt lại ở nơi nào Rốt cuộc, ai là người, ai là yêu, cái gì là người, cái gì là yêu? Nhìn một dải lông vũ cuối cùng trên thân Kim Tâm Nguyệt chậm rãi rút đi, Lý Diệu lâm vào trầm ngâm. Có lẽ là biến thành nhân loại tiêu hao cực lớn đối với thần hồn và tinh lực, thẳng đến 3 giờ sau, Kim Tâm Nguyệt mới từ từ tỉnh lại. Sâu trong xương tủy phát ra đau đớn, cùng với lưng chạm đất mang đến cảm giác quỷ dị, lập tức làm cô ý thức được tình cảnh của mình không ổn, mà thần hồn kích động, vận chuyển yêu năng, kết quả lại là trong cơ thể trống rỗng giống như toàn bộ lực lượng đều bị giam cầm không nhấc lên nổi một chút nào kim tâm nguyệt lập tức nhớ lại mình trước khi lâm vào hôn mê từng nhìn thấy con mắt đáng sợ đó cô rùng mình đây là một động tác duy nhất không có ý nghĩa cô cho phép mình làm làm thánh nữ từ nhỏ đã ở vạn yêu điện tiếp nhận huấn luyện nghiêm khắc kim tâm nguyệt không ở trên sợ hãi cùng oán giận vô dụng lãng phí nửa giây lập tức bắt đầu suy tư phương pháp chạy trốn chuyển bại thành thắng mình nếu còn chưa bị đối phương giết chết vậy tất cả vẫn có cơ hội kim tâm nguyệt đứng thẳng dậy bình tĩnh quan sát xung quanh đây là một cái hang núi cực kỳ đơn sơ bên ngoài truyền đến tiếng dòng nước chảy xiết va đập nói lên cái hang giấu ở phía sau thác nước trên đất trải bừa bãi một đống cành khô trên vách hang xung quanh giống như dùng tay đục ra mười mấy cái lỗ thủng đặt một ít công cụ đơn sơ những công cụ này làm con ngươi của kim tâm nguyệt chợt co rút lại hầu như sắp kêu thành tiếng trang nọc của tử ngọc huyễn độc chu cánh đuôi của tử hà huyền điện điểu xương cột sống của đại mạc hoang lan da đầu kim tâm nguyệt phát tê ở trong mấy chục công cụ cô chỉ nhận ra ba món này nhưng tất cả đều là dị bảo giá trị liên thành đều đến từ trên thân yêu thú cổ đại ba bốn vạn năm trước mặc dù cha cô thân là một trong mười hai yêu hoàng thái thượng hoàng kim ô quốc địa vị tôn sùng vô cùng, cũng không cất chứa bao nhiêu. Tài liệu yêu thú cổ đại như vậy, cô chỉ từng ở trong điển tịch phụ thân cất giữ, từng nhìn thấy đồ án sấp xỉ mà thôi. Hài cốt yêu thú, còn có mảnh vỡ pháp bảo cổ đại còn lại, cô tuy không phân biệt được lai lịch cụ thể, nhưng loại hương vị cổ sơ chất phát đó, không có ba bốn vạn năm, tuyệt đối không thấm đẫm ra được. Nhiều dị bảo như vậy, tùy tiện lấy một món cầm tới trên hội đấu giá bên ngoài cũng có thể dẫn tới chấn động, lại bị nhân vật thần bí này coi như phế liệu, nhét bừa bãi ở đây. Có được thực lực cường đại như thế, lại ngủ đông ở trong một sơn thôn nhỏ xa xôi, còn không đặt vào mắt đối với nhiều hài cốt yêu thú cùng mảnh vỡ pháp bảo cổ ba bốn vạn năm trước như vậy. Hắn, rốt cuộc là ai? Kim Tâm Nguyệt nhịn đau, hít sâu một hơi, tâm tư xoay chuyển thật nhanh, sửa sang lại suy nghĩ rối loạn. Cô đuổi bắt tàn đảng hỗn độn chi nhận, mục đích thật sự của chuyện này cực độ cơ mật, trừ U Tuyền lão tổ, hẳn là không có thế lực thứ ba. Mà tên yêu tộc thần bí này tuyệt đối sẽ không là người của Hỗn Độn chi nhận, nếu không ở trước khi cô chạy tới, còn có cả đống thời gian có thể đem món đồ lấy đi. Không phải Hỗn Độn chi nhận, cũng không phải U Tuyền lão tổ, càng không thể là nhân mã của cha cô, lại trước đó nửa tháng đã ẩn nấp trong sơn thôn nhỏ này. Chẳng lẽ cô đã nghĩ sai tất cả, đối phương không hề quan hệ với chuyện này, chỉ là trùng hợp gặp gỡ. Đúng lúc này, tiếng nước bên ngoài cái hang biến đổi, một bóng người thon dài, không nhanh không chậm di động về phía cô. Trái tim Kim Tâm Nguyệt trung lên, thật sự không muốn đi đối mặt con mắt màu máu yêu dị đó nữa, nhưng đối phương đã đứng ở trước mặt của cô, cô chỉ có thể kiên trì ngẩng đầu. May mắn, mắt trái cùng cánh tay trái đối phương một lần nữa dùng băng vải cuốn quanh. Nhưng càng là như thế, càng làm Kim Tâm Nguyệt nhịn không được miên man suy nghĩ, con mắt trái màu máu kia phía dưới băng vải, là khủng bố cùng quỷ dị bí ẩn cỡ nào. Trong cái hang thác nước nhỏ hẹp, thánh nữ vạn yêu điện, công chúa Kim ô Quốc không thể áp chế được trung lên. Bá! Tay phải Lý Diệu bốc một dúng lân phấn màu lam tối tăm, ngón trỏ hướng vào phía trong móc một cái, bày ra một cái động tác tay cực kỳ cổ quái, ngay sau đó năm ngón tay như hoa sen nở rộ, một luồng lửa lạ màu lam tối tăm liền từ lòng bàn tay bay lên, ở trong hang núi nho nhỏ huyển hóa ra một mảng sắc thái mê ly, như biển sâu, cũng đem hắn phụ trợ càng thêm thần bí lý diệu đang nghe truyện trên tv audio cv dùng một loại làn điệu vàng đá va chạm cực kỳ cũ kỹ từng chữ một thản nhiên nói ở trước khi ngọn lửa xương này tắt cho ta vài cái lý do không giết ngươi động tác đốt lửa này cùng làn điệu hắn nói chuyện nhấc lên sóng to vạn trượng ở đáy lòng kim tâm nguyệt thân là công chúa kim ô quốc và thánh nữ vạn yêu điện kim tâm nguyệt từ nhỏ đọc nhiều sách vở vô luận là yêu tộc thánh điển ba vạn năm thời đại yêu thú đế quốc, hay là các loại điển tịch ghi chép của nhân tộc, thậm chí là kỳ văn dị sự thời đại cổ tu của bốn vạn năm trước, cô đều từng đọc qua. Vừa rồi khi Lý Diệu làm phép đốt lửa, cô liền cảm thấy cái động tác tay quỷ dị này đã xa lạ lại quen mắt, khi trong miệng Lý Diệu thốt ra hai chữ lửa xương, càng khiến lỗ chân lông của cô chợt co rút lại đến cực điểm, nhịn không được trùng mình. Hư không đốt lửa, vô luận đối với người tu chân hay là yêu tộc tu vi thâm hậu mà nói, đều không phải việc khó. Chỉ cần đạt tới trúc cơ hoặc là cấp yêu tướng, đều có thể điều động linh năng trong cơ thể, thông qua thủ pháp cùng phù chú nhất định, sinh thành một chùm linh hỏa, yêu hỏa nhảy lên bất ổn. Nhưng linh hỏa cùng yêu hỏa như vậy, sẽ phóng ra linh năng dao động cực mạnh, quả thực là đom đóm trong đêm đen, cực dễ dàng bị kẻ địch cảm giác được. Ở lúc mạo hiểm cùng chém giết, nếu là ở trong hoàn cảnh tối đen, tùy tiện đốt lửa, chính là đem mình biến thành bia ngắm, tự tìm đường chết. Đạo lý tương tự, cho dù đốt lên ngọn lửa bình thường, cũng sẽ cuồn cuộn không ngừng hướng phóng ra ngoài bắn ra hào quang cùng nhiệt lượng, đừng nói người tu chân, cho dù là một con súc sinh bình thường, cũng có thể cảm giác được. Cái gọi là lửa xương, lại là lấy hài cốt một ít giả thú đặc thù mài thành bột phấn, trộn lẫn với nhau, lại thông qua thủ pháp đặc thù phóng ra. Một số thành phần nào đó trong bột xương, có thể ức chế linh năng dao động trong lửa, che giấu lửa tồn tại. Do đó, người trong phạm vi lửa xương có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ xung quanh. Nhưng nếu đứng cách lửa xương 3 năm mét, cho dù mở to mắt, cũng không nhìn tới một ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt, thậm chí không cảm giác được một chút linh năng dao động nào. Đây chính là chỗ quỷ dị của lửa xương. Nhưng, kích phát lửa xương là bí thuật cổ đại 4 vạn năm trước đã thất truyền, vô luận là công thức bột xương hay là động tác tay cùng phù chú kích phát lửa xương đã sớm biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Kim Tâm Nguyệt cũng chỉ là ở trong một quyển cung đình bí lục của Yêu thú đế quốc hơn 3 vạn năm trước, ngẫu nhiên từng nhìn thấy miêu tả liên quan lửa xương. Cho dù ở trong quyển bí lục đó, cũng nói lửa xương đã thất truyền ở mấy ngàn năm trước. Lửa xương. Lửa xương thất truyền ít nhất 3 4 vạn năm. Hắn rốt cuộc là ai? Vì sao biết thi triển bí thuật cổ xưa như vậy? Hơn nữa, thanh âm của hắn Làng điệu đối phương nói chuyện Cắn chữ rất nặng, cứng rắn như vàng đá Mỗi một chữ đều dư âm lượng lờ Nghe có một nét cổ phong khác Ở yêu tộc, đối với loại làng điệu này Có một xưng hô đặc thù Tên là Nhã Âm Đây là khẩu âm của thời đại cổ tu bốn vạn năm trước Người tu chân cổ đại đều là dùng loại làng điệu này nói chuyện Sau khi yêu tộc cuộc khởi Thành lập yêu thú đế quốc vắt ngang qua tinh hải, các yêu tộc cường đại kia tự nhiên mà vậy cũng sử dụng loại âm điệu này nhưng trải qua bốn vạn năm biến thiên đặc biệt sau khi yêu thú đế quốc bị diệt tinh hải đế quốc thành lập cùng sụp đổ vô luận yêu tộc hay là nhân tộc khẩu âm đều đã xảy ra biến hóa không nhỏ hoàn toàn khác với nhã âm cổ đại ngày nay loại nhã âm bắt chước thời đại cổ tu bốn vạn năm trước này chỉ có ở lúc vương thất yêu tộc cử hành đại điển mới sẽ sử dụng kim tâm nguyệt thân là thành viên vương tộc đương nhiên cũng từng học tập nhã âm cổ đại nhưng cô không thừa nhận cũng không được, đối phương vừa mở miệng, liền có một loại hương vị cổ sơ chất phát, tiên phong đạo cốt, bật ra nhã âm vấn vít ba ngày, không những vượt xa ở trên cô. Thậm chí so với nhã âm lão sư của cô cũng không biết cao minh hơn bao nhiêu. Một yêu tộc ngũ đông ở sơn thôn nhỏ xa xôi, thần bí mà lại cường đại. Hắn tựa như là ở nửa tháng trước, đột nhiên xuất hiện trong một trận cháy lớn quỷ dị ở núi rừng hắn đem bí thuật cổ đại của bốn vạn năm trước coi là tài mọn lại đem nhiều hài cốt yêu thú cùng mảnh vỡ pháp bảo cổ như vậy của bốn vạn năm trước đều tùy ý sắp đặt còn có thể nhã âm cổ đại tiêu chuẩn quả thực nguyên nước nguyên vị như vậy hắn hắn rốt cuộc là tâm tư kim tâm nguyệt xoay chuyển thật nhanh trong đầu bỗng xẹt qua một tia chớp chợt run rẩy một cái nghĩ đến một đáp án tuyệt đối không có khả năng hầu như sắp kinh hô thành tiếng chẳng lẽ nói lý diệu không nói một lời lạnh lùng nhìn cô, lửa xương yêu dị nhảy lên để lại ở trên mặt cô từng cái bóng ma vạn vẹo, vừa vặn giống như sát ý khó mà nắm bắt. Lửa xương trong bàn tay như ngọn nến trước gió, phiêu diêu bất định, vài lần co rút lại to bằng hạt đậu tương, mắt thấy đã sắp tắt, lại run rẩy, cực kỳ ương ngạnh một lần nữa lóng lánh lên, kim tâm nguyệt nhìn mà trái tim phát rung, đầu lưỡi phát tê. Liều một phen Đem một chuỗi chỗ quỷ dị của đối phương sâu chuỗi lại, Kim Tâm Nguyệt ra một đáp án kinh người. Cô hạ quyết tâm, mắt đẹp chợt lóe, nhanh chóng nói, tiền bối, đừng giết ta, ta rất hữu dụng đối với tiền bối. Ta tên Kim Tâm Nguyệt, là đại công chúa Kim Ô Quốc, Kim Ô Quốc chính là đứng đầu bốn đại cường quốc của huyết yêu giới, thống ngự vũ tộc trong thiên hạ, xưng bá toàn bộ bầu trời. Kim Đồ Dị Cha Ta, không những là một trong 12 yêu hoàng của vạn yêu điện, càng là thống soái của vạn yêu liên quân, yêu binh dưới trướng đâu chỉ ức vạn. Tiền bối nếu là khoan dung độ lượng, tha thứ vãn bối tội bất kính chính là khách quý của kim ô quốc chúng ta có thể nhận được sự trợ giúp của toàn bộ kim ô quốc lý diệu cười khinh miệt đáy mắt không nhìn thấy chút cảm xúc dao động nào cả quả nhiên hắn căn bản không đem kim ô quốc để vào mắt kim tâm nguyệt càng thêm khẳng định đáp án của mình tiến một bước thử nói tiền bối ngài có biết mình đã trêu chọc một kẻ thù cực kỳ phiền toái hay không tên trùng tộc kia vừa rồi bị ngươi giết chết tên là nguyên hạo chính là vương tử u tuyền quốc một trong bốn đại cường quốc huyết yêu giới sư phụ hắn u tuyền lão tổ cũng là đỉnh cấp cao thủ của huyết yêu giới âm hiểm cay độc có thù sẽ báo tiền bối kết thù với hắn hắn nhất định sẽ không chết không thôi với tiền bối ồ lý diệu gật gật đầu nói xong chưa nói xong ngươi nên chết rồi kim tâm nguyệt quan sát nhìn ra được Tên yêu tộc thần bí này thật sự không đem một tên yêu hoàng mượn sức cùng một tên yêu hoàng khác uy hiếp để vào mắt. Nhìn bộ dáng hắn như không có việc gì, thậm chí cũng không giống như lần đầu tiên chém giết nguyên hạo loại nhân vật quan trọng cấp bậc này. Hắn nói muốn giết chết mình, tuyệt đối không phải một loại uy hiếp, mà là đang kể lại một sự thật không quan trọng gì. Tiền bối Kim Tâm Nguyệt có chính phần nắm chắc, đã nắm bắt được thân phận đối phương. Cô liều một lần cuối cùng, đề cao thanh âm nói, Ta là thánh nữ vạn yêu điện, tinh thông lịch sử mấy vạn năm qua, càng nắm giữ vô số bí pháp yêu tu, đều là mấy vạn năm gần đây mới nghiên cứu phát triển ra. Còn có rất nhiều bí pháp, cho dù ta chưa từng tu luyện, nhưng ở trong tàng kinh các kim ô quốc cùng vạn yêu điện chúng ta, nhất định có thể tìm được. Ta nghĩ tiền bối sở dĩ mai danh ẩn tích, ẩn nấp ở trong sơn thôn nhỏ xa xôi đó, nhất định là vì tìm hiểu xã hội hiện đại nhỉ? Nhưng một sơn thôn nhỏ tin tức bế tắc như vậy, nhiều nhất chỉ có công pháp rèn luyện cơ thể sơ cấp, ngay cả bí pháp yêu tu hơi cao cấp một chút cũng không có, tiền bối ở nơi đó, thuần túy là lãng phí thời gian. Chỉ có ta mới có thể giúp tiền bối mau chóng dung nhập xã hội hiện đại. Kim Tâm Nguyệt cố ý ở hai chữ hiện đại tăng mạnh ngữ điệu hơn. Hả? Mắt Lý Diệu nhíu lại, sát khí như thực chất từ trong băng vải trào ra, ngưng tụ thành một trận gió xoáy sắc bén, đem kim tâm nguyệt hung hăng trấn áp trên mặt đất không thể động đậy ngươi đang ép ta diệt khẩu khóe mắt kim tâm nguyệt ép ra nước mắt rung giọng nói tiền bối tha mạng vãn bối cái gì cũng không biết vãn bối chỉ là đang vắt hết ốc tự hỏi vãn bối đối với tiền bối rốt cuộc có giá trị gì tuyệt thế cao thủ như tiền bối cho dù thật sự muốn giết chết vãn bối cũng là vãn bối ba đời tu luyện có phúc nhưng cho dù là chết cũng không bằng chờ vãn bối đem mọi thứ biết đến đều nói cho tiền bối, khi đó tiền bối mới hạ thủ. Vãn bối coi như chết có ý nghĩa. Lý Diệu nhìn chầm chầm cô thật lâu, hừ lạnh một tiếng, thu hồi sát khí. Kim Tâm Nguyệt đầm đìa mồ hôi lạnh, thở dốc không dừng, gắn gượng tinh thần nói, tiền bối, ngày nay thế đạo đã khác, nhân tộc cuộc khởi một lần nữa, yêu tộc như thủy triều rút lui, mà vô luận nhân tộc hay là yêu tộc, mấy vạn năm qua đều phát triển ra đạo tu luyện hoàn toàn mới không thể tưởng tượng, có lẽ. Khác biệt rất lớn với đạo tu luyện tiền bối biết rõ. Tiền bối chẳng lẽ hoàn toàn không có hứng thú đối với những đạo tu luyện này sao? Lý Diệu im lặng không nói, lửa xương âm u lạnh lẽo một lần nữa co rút lại, từ đầu tương biến thành mũi kim, cuối cùng khẽ rung lên, dập tắt. Trong bóng đêm, trái tim kim tâm nguyệt nhất lên tới cổ họng, lại đông lạnh thành một cục băng thấp thỏm hồi lâu đối phương chưa xuống tay lại lạnh lùng nói trước tiên nói về chuyện ba phe nhân mã các ngươi đuổi giết lẫn nhau nghe nói bây giờ huyết yêu giới đang cùng một thế giới nhân loại thiên nguyên giới khai chiến toàn diện các ngươi đám yêu hoàng gì đó lục đục với nhau cũng nên có cái chừng mực sao có thể xuống tay triệt để như vậy kim tâm nguyệt thở vào nhẹ nhõm một hơi biết mạng nhỏ tạm thời giữ được rồi cô gian nan nuốt ngụm nước bọt nơm nớp lo sợ nói hồi bẩm tiền bối chuyện này quả thực ra ngoài vãn bối dự kiến rất nhiều tiền bối đã biết chiến tranh của huyết yêu giới và thiên nguyên giới không biết có từng nghe nói hỗn độn chi nhận tổ chức này hay không hơn nửa năm trước trận chiến tảng sáng huyết yêu giới tiến công thiên nguyên giới quy mô lớn thất bại rất nhiều bại binh lui về huyết yêu giới hỗn độn chi nhận nhân cơ hội kích động bại binh phát động phản loạn được xưng huyết nhận chi loạn lúc thanh thế mạnh nhất từng chiếm lĩnh đại thành phương bắc cốt sa thành đó là một thành thị do U tuyền quốc thống trị. Gia phụ Kim Đồ Dị là thống soái vạn yêu liên quân, phụ trách tiêu diệt sát phản quân, trấn áp bạo loạn. Vãn bối cũng góp sức ở dưới trướng phụ thân, phụ trách đuổi giết thủ lĩnh hỗn độn chi nhận, lại phát hiện nhân mã phe U tuyền lão tổ, cũng đang âm thầm đuổi giết hỗn độn chi nhận. Cốt sa thành bị phản quân công phá, là lãnh địa U tuyền quốc, U tuyền lão tổ hận thấu xương đối với hỗn độn chi nhận cũng rất bình thường, ngay từ đầu vãn bối cũng không để ở trong lòng, nhưng dần dần lại phát hiện phe U Tuyền lão tổ không phải đuổi giết lung tung, mà là gắt gao nhằm vào một nhóm hỗn độn chi nhận trong đó không tha. Không tiếc trả giá tất cả, cũng phải đem đối phương giết chết. Vãn bối không dám giấu giếm tiền bối, gia phụ và U Tuyền lão tổ hậu trường của U Tuyền Quốc là đối thủ, hai bên từ mấy chục năm trước đã bắt đầu tranh đấu gay gắt, vì tranh đoạt vị trí thống soái vạn yêu liên quân, càng gần như xé rách da mặt. Vãn Bối sau khi phát hiện động tĩnh lạ của phe U Tuyền, liền xâm nhập điều tra, cuối cùng phát hiện U Tuyền lão tổ ở trong thành Cốt Sa có một phòng thí nghiệm bí mật, lại ở trong huyết nhận chi loạn bị công phá, tựa như có một món đồ cực kỳ quý giá, bị hỗn độn chi nhận cướp đi. Mục đích của Vãn Bối rất đơn giản, chính là trước tiên tìm được món đồ như vậy, nắm giữ bí mật của U Tuyền lão tổ, do đó ở trong đối đầu giữa Kim Ô quốc chúng ta cùng U Tuyền quốc chiếm thượng phong, hoặc là dùng món đồ này đi hướng phía U tuyền lão tổ trao đổi một ít lợi ích trên chính trị. Nào ngờ, U tuyền lão tổ coi trọng đối với món đồ như vậy ra ngoài vãn bối dự đoán rất nhiều, thế mà mạo hiểm hoàn toàn quyết liệt, phái ra đệ tử chém giết vãn bối. Xem ra, lời trưởng lão hỗn độn chi nhận nói, không phải là nói quá sự thật, món đồ này thật sự vô cùng có khả năng quyết định tương lai của toàn bộ huyết yêu giới. Tiền bối, vãn bối liều chết góp lời, như thế xem ra, món đồ này chính là một củ khoai lang phỏng tay. Nếu mục đích ngay từ đầu của tiền bối chính là món đồ này, vậy tự nhiên không có lời nào để nói, đồ đã rơi vào trong tay tiền bối, có thể giết chết vãn bối diệt khẩu sau đó nghênh ngang bỏ đi. Nhưng, nếu tiền bối không quan hệ với chuyện này, chỉ là ngẫu nhiên cuốn vào trong đó, vậy tiền bối và vãn bối liền ở trong cùng trận tuyến, đều biến thành đại địch của u tuyền lão tổ. Lấy kỹ xảo nhỏ nhoi của vãn bối, tự nhiên không có tư cách kề vai chiến đấu với tiền bối, mà lấy năng lực thông thiên triệt địa của tiền bối, nghĩ hẳn cũng sẽ không cố kỵ một gã yêu hoàng, nhưng u tuyền lão tổ cai quản trùng tộc trong thiên hạ, có tiếng bám riết không nhã, âm hồn không tan, nếu là bị hắn như dòi trong xương bò lên. Cũng không tránh khỏi mang đến một ít phiền toái nho nhỏ cho tiền bối. Nếu là tiền bối tha vãn bối một mạng, kim ô quốc của vãn bối, vừa lúc có thể giúp tiền bối một tay, ngăn trở những phiền toái này, chẳng phải là đỡ cho Tiền Bối một phần sức lực. Huống chi cha ta thân là thống soái vạn yêu liên quân, coi trọng nhất anh hào trong thiên hạ, đang lúc thời thế đổi thay này, Tiền Bối nếu là đi Kim Ô quốc, nhất định rất có đất dụng võ. Kim Tâm Nguyệt thật to gan lớn mật, hơi bình phục một chút, giữa những hàng chữ, lập tức để lộ ra ý tứ mời chào Lý Diệu. Lý Diệu cười nhẹ, nói, món đồ đó đã bị đâm thủng rồi, bên trong ẩn chứa một loại chất lỏng cổ quái màu xanh lục lại đều đã thấm vào trong cơ thể của ngươi làm ngươi xảy ra rất nhiều biến hóa có phải cảm thấy thân thể của mình cực kỳ cổ quái yêu năng vận chuyển mất linh hay không không phải là ta hạ cấm chế đối với ngươi mà là tác dụng của loại dịch xanh lục cổ quái này kim tâm nguyệt nghe vậy biến sắc hẳn hai tay không tự chủ được hướng sau lưng sờ soạn nào còn chạm được nửa cái lông vũ cô hít sâu một hơi cẩn thận cảm ứng yêu năng quanh thân mưa toan kích thích tế bào hiện ra nguyên hình nhưng trong cơ thể lại trống rỗng, lực lượng trời sinh như trâu đất xuống biển, biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Đáy mắt Kim Tâm Nguyệt lần đầu tiên toát ra mê mang thật sâu, trung giọng nói, tiền bối, vãn bối có thể từ trong những càng không lấy ra một ít pháp bảo cùng yêu khí, tiến hành một phen kiểm tra đo lường đối với tế bào của bản thân hay không? Lý Diệu chớp mắt một cái, hỏi ngược lại, tế bào? Đó là cái gì? Kim Tâm Nguyệt cười khổ nói, tế bào là kết cấu cơ bản nhất cùng đơn vị công năng tạo thành sinh mệnh thể là một khái niệm hoàn toàn mới bốn vạn năm gần đây mới sinh ra vô luận yêu tộc hay là nhân tộc đều là do tế bào tạo thành đối với yêu tộc chúng ta mà nói tế bào lại càng thêm quan trọng nghiên cứu tế bào là căn cơ của yêu tu chi đạo hiện đại lý diệu gồm một tiếng làm cái động tác tay ra hiệu kim tâm nguyệt tự tiện kim tâm nguyệt lấy lại bình tĩnh dùng ngón cái vuốt ve một lần một cái nhẫn càng khôn màu bạc trắng đeo ở trên ngón út, trong miệng lẩm bẩm, phun ra một chuỗi mã lấy ra, từ trong nhẫn càng khôn lấy ra ba bốn loại pháp bảo. Trong đó có một dạng pháp bảo màu vàng đậm, Lý Diệu rất nghiêm túc quan sát, trên cái bệ còn có một nhãn hiệu tinh xảo, có khắc hai chữ thâm hải. Thế mà lại là pháp bảo thánh địa luyện khí sư của tinh diệu liên bang, hệ luyện khí của Đại học Thâm Hải sản xuất. Kim Tâm Nguyệt miễn cưỡng khống chế đôi tay run rẩy Nhấc lên nắp khoang của cái bệ pháp bảo, hướng bên trong nhét vào một viên tinh thạch tiêu chuẩn, kích hoạt pháp bảo. Bảy con mắt tinh thể phía trên pháp bảo lập tức chậm rãi xoay tròn. Kim Tâm Nguyệt giải thích, "Tiền bối, pháp bảo này tên là Kính hiển vi kiểu tiện lợi mang theo, có thể đem sự vật phóng to cao nhất đến 80 vạn lần, nhìn phân tử như vũ trụ, có thể nhìn thấy thế giới vô cùng ảo diệu." Lý Diệu nhướng lông mày lên, bày ra một bộ dáng cực kỳ tò mò, lại ngại bởi mặt mũi, không muốn truy hỏi. Tuy Kim Tâm Nguyệt lòng rối như tơ vò, vẫn bị vẻ mặt này của Lý Diệu làm cho âm thầm bật cười, tiếp tục nói, kính hiển vi cũng chia làm hai loại kính hiển vi linh năng cùng kính hiển vi sinh hóa, cái trước là sở trường của nhân tộc, cái sau lại lấy yêu tộc chúng ta đứng đầu. Một cái kính hiển vi linh năng này của vãn bối, ra từ tay luyện khí sư xuất sắc nhất của thiên nguyên giới, vãn bối muốn dùng nó, để phân tích máu mình một phen. Kim Tâm Nguyệt thật cẩn thận lấy hai tấm thủy tinh mài đến cực mỏng, gần như không có gì, lại đâm thủng ngón tay nặng ra một giọt máu tươi kẹp ở giữa tấm thủy tinh cắm vào rãnh cố định của kính hiển vi linh năng vừa đầu quan sát hồi lâu dần dần sắc mặt của cô biến thành so với người chết còn trắng bệch hơn mồ hôi không cầm được tuôn ra như suối như là bị rút đi xương cột sống hai mắt thất thần đặt mông ngã ngồi ở trên mặt đất rất giống một con cá bị vứt mạnh ở trên mặt đất trách không được u tuyền lão tổ không tiếc trả giá tất cả cũng phải kiếm được thứ này Kim Tâm Nguyệt thở dốc hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, mút ngón tay, cười so với khóc còn khó coi hơn, hắn, hắn thế mà đang tiến hành thực nghiệm đáng sợ như thế, còn lấy được đột phá, thế mà, thế mà có thể đem yêu hóa tế bào trong cơ thể một yêu tộc, biến hết thành tế bào bình thường. Tiền bối, phản bối. Phản bối. Trong lòng Kim Tâm Nguyệt rối rắm hồi lâu, vẫn quyết định ăn ngay nói thật. Tuy đối phương ngay cả tế bào là cái gì cũng không biết, nhưng tuyệt không ý nghĩa đối phương dễ lừa, cô vừa rồi phản ứng gần như không khống chế được, đã nói lên rất nhiều vấn đề. Đây chính là một lão yêu quái động ngón tay một chút đã có thể giết yêu vương trong tích tắc, Kim Tâm Nguyệt phi thường rõ, ở trước mặt loại lão yêu quái này, tốt nhất là nửa câu nói dối cũng không cần nói ra. Vãn Bối rốt cuộc biết vì sao U Tuyền lão tổ phải không tiếc trả giá tất cả giết chết Vãn Bối, thậm chí ngay cả phụ thân của Vãn Bối cũng không để ý tới rồi. Bởi vì thứ hắn mất thật sự là một loại thuốc cực kỳ quan trọng một loại thuốc có thể lây nhiễm yêu hóa tế bào đem yêu hóa tế bào biến thành tế bào bình thường nói trắng ra một chút nữa một loại thuốc có thể đem yêu tộc biến thành nhân tộc ta tự như bị loại thuốc này lây nhiễm biến thành biến thành một con người rồi lấy trí tuệ của tiền bối đương nhiên biết loại thuốc này có thể nhấc lên sóng gió lớn cỡ nào càng nên biết sau khi cuốn vào trong đó vô luận tiền bối ước nguyện ban đầu như thế nào cũng không có khả năng dễ dàng rút ra trước mắt cách duy nhất chính là xin tiền bối theo vãn bối cùng nhau về thành kim ô đi mời gia phụ kim đồ dị bàn bạc kỹ hơn kim tâm nguyệt nói hiên ngang lẫm liệt đấy lòng lý diệu lại sáng như tuyết yêu nữ này chẳng phải muốn mình làm bảo tiêu miễn phí thôi nói không chừng còn đang tính toán từ trên người mình áp bức ra bí thuật cùng pháp bảo cổ đại nào đó của bốn vạn năm trước nhưng tố chất tâm lý của yêu nữ này thật đúng là cường đại nếu đổi thành lý diệu, nếu đột nhiên từ người biến thành yêu, cũng chưa chắc sẽ trấn định tự nhiên như cô ta. Đừng tự coi nhẹ mình như vậy, phản ứng của ngươi cũng rất trấn định nha. Huyết sắc tâm ma, không biết khi nào lại từ sâu trong não vực chui ra, cười hì hì nói, ngươi bị huyết văn tộc lây nhiễm, một bộ phận tế bào trong cơ thể cũng khác với nhân loại bình thường, ngươi không phải vẫn trấn định tự nhiên. Thật muốn nói, bây giờ Kim Tâm Nguyệt là 100% thuần nhân loại, ngược lại là ngươi tương đối giống yêu tộc đó. Lý Diệu hung hăng phát ra một tia chớp thần hồn, huyết sắc tâm ma lại ở trong nháy mắt trước khi bị tia chớp đánh trúng, đã lẻn vào sâu trong não hải, chỉ để lại một chuỗi tiếng cười quái dị. Ánh sáng âm u chớp động vài lần ở đáy mắt Lý Diệu, cao mày nói, ngươi vừa rồi nói, mình nắm giữ không ít phương pháp yêu tu hoàn toàn mới mấy vạn năm gần đây mới sáng tạo ra. Có những gì, lấy ra ta xem. phản bối tuân mệnh. Kim Tâm Nguyệt biết, cái mạng nhỏ này của mình còn có thể giữ được hay không, phải xem thứ kế tiếp lấy ra có thể gợi lên hứng thú của lão yêu quái này hay không. Cô suy nghĩ sâu xa một lát, bàn tay bút măng trắng nõn nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen, một cái nhẫn càng không giấu ở phía sau vành tay đã nắm vào lòng bàn tay, hơi nhoáng lên một cái, lấy ra sáu cái ngọc giản cùng một bộ máy tính mini. Tiền bối, đây là ngọc giản hiện đại, khác với ngọc giản cổ đại, cần dùng một loại pháp bảo đặc thù máy tính mới có thể kích phát, tuy bộ sậu rườm rà một chút, nhưng dung lượng của nó lại gấp mấy trăm lần thậm chí hơn một ngàn lần ngọc giản cổ đại, trừ lưu giữ văn tự tin tức đơn giản, còn có thể lưu giữ lượng lớn hình ảnh. Tiền bối mời xem, trong sáu cái ngọc giản này, đều lưu giữ kỳ công tuyệt nghệ yêu tộc chúng ta mấy vạn năm gần đây dốc lòng nghiên cứu ra, là tinh hoa của toàn bộ văn minh yêu tộc, mỗi một môn đều bá đạo đến cực điểm, có thể xưng là tuyệt thế thần thông. Những thần thông này, cũng chỉ là một sợi lông trên chính con trâu của toàn bộ kinh điển yêu tu ở trong tàn kinh các của kim ô quốc còn có cả đống thần thông càng thêm huyền diệu chờ tiền bối đi xâm nhập nghiên cứu lý diệu nổi lên lòng hiếu kỳ ở dưới kim tâm nguyệt hầu hạ kích phát máy tính đem mấy cái ngọc giảng phân biệt cắm vào trên màn hình nhất thời biểu hiện ra tên những kinh điển yêu tộc này tế bào sinh vật học cao cấp ứng dụng vi sinh vật học virus học bồi dưỡng loài nấm ăn thịt người phương pháp tu luyện tuyến nham tế bào phân hóa cao giới thiệu gian học lý diệu kim tâm nguyệt cực kỳ khiêm tốn lại không phải không đắc ý giới thiệu tiền bối những thứ này chính là kinh điển yêu tộc hiện đại chúng ta chủ tu có lẽ không giống công pháp tu luyện của yêu tộc cổ đại đơn giản sáng tỏ như vậy nhưng một khi xâm nhập vào hoàn toàn hiểu rõ ảo diệu của tế bào thậm chí gian thần thông phát ra thật sự là so với yêu tu cổ đại càng cường đại hơn gấp trăm lần ngàn lần Hử? Lý Diệu có chút bất mãn hừ một tiếng. Kim Tâm Nguyệt lập tức cúi đầu, giả bộ nơm nớp lo sợ nói, vãn bối lại lắm mồm rồi, lấy tiền bối mắt sáng như đuốc, tự nhiên liếc một cái có thể nhìn ra giá trị của những kinh điển này. Lý Diệu sụp mí mắt, chậm rãi hỏi, gian lại là cái gì? Gian chính là tụ hợp thể tin tức di truyền chất chứa ở sâu trong tế bào chúng ta, quyết định chúng ta sinh, lão, bệnh, tử cùng mạnh yếu, cơ chính là trụ cột, căn cơ nhân chính là nhân quả, hợp cùng một chỗ, gian chính là bổn nguyên của sinh mệnh, tất cả của sinh mệnh. Kim Tâm Nguyệt nhanh chóng giải thích. Tin tức di truyền. Lý Diệu nhướng mày lên. Không sai, tin tức di truyền. Đáy mắt Kim Tâm Nguyệt lóng lánh đốn lửa động lòng người, tin tức đến từ 13 cổ yêu tộc thời đại hồng hoang, di truyền cho chúng ta, thậm chí là tin tức trước 13 cổ yêu tộc, bàn cổ, nguyên thủy thiên tôn cùng chư thiên thần ma, di truyền cho chúng ta đáy mắt lý diệu hiện lên một mảng đùa cợt cười nhạt nói lại tới khoe khoang vạn yêu điện một bộ này sao ta sao không biết bốn vạn năm trước còn có một cái vạn yêu điện tồn tại câu này vừa ra khỏi miệng lại đem kim tâm nguyệt dọa ngẩn ra ở đáy lòng âm thầm thè lưỡi giọng điệu càng thêm khiêm tốn nói tiền bối mắt sáng như đuốc nhìn rõ mọi việc thật ra vãn bối cũng không tin vạn yêu điện huy hoàng gì cả đó chẳng qua là một loại thủ đoạn tuyên truyền mà thôi lý diệu sửng sốt không ngờ đầu óc Kim Tâm Nguyệt tỉnh táo như thế, lại thẳng thắn như thế. Kim Tâm Nguyệt buông tay, nói, "Vãn bối ở thư viện cung đình của Kim Ô quốc, cùng với trong kho sách cấm của vạn yêu điện, từng đọc lượng lớn điển tịch lịch sử của yêu thú đế quốc, cùng với nhân tộc ghi chép đối với lịch sử quá khứ, xác minh hai phía, tuy rất nhiều ý kiến đều có sự chênh lệch, nhưng yêu tộc phân chia bốn đại giai tầng. Cùng với hủy diệt, trọng sinh, bất hủ, một bộ lý luận vạn yêu điện này" đều là ở trong bốn vạn năm chậm rãi hình thành, thẳng đến một vạn năm trước mới cơ bản xác lập. Đây là chuyện vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, tiền bối chưa từng nghe nói, cũng rất bình thường. Lý Diệu nhịn không được cười khang vài tiếng, dùng thanh âm rất bén nhọn nói, cho nên, ngươi biết mình đang nói dối. Đây là nói dối mang ý tốt. Kim Tâm Nguyệt như không có việc gì nói, yêu tộc chúng ta khác với nhân tộc, nhân tộc khác biệt lớn nữa, nhiều nhất màu da và màu tóc khác nhau, Vô luận cường giả hay là kẻ yếu, mọi người đều là hai bả vai gánh một cái đầu, bề ngoài cùng tập tính sinh hoạt sẽ không chênh lệch quá lớn. Cho nên nhân tộc trời sinh đã tương đối dễ dàng đoàn kết lại với nhau, càng áp dụng ở một số lý niệm ngang hàng, dân chủ. Nhưng khác biệt giữa yêu tộc chúng ta thật sự quá lớn, chúng ta phân bố ở toàn bộ thế giới từ bầu trời đến đáy biển, yêu tộc bậc cao trí tuệ vượt qua nhân tộc, mà yêu tộc bậc thấp trí tuệ tương đương với trẻ con mấy tuổi càng bị bản năng giết chóc cường đại sai khiến chỉ biết phá hoại cùng hủy diệt thử hỏi yêu tộc muôn hình muôn vẻ ngàn vạn chủng loại như thế nếu không có một chế độ mạnh mẽ sao có khả năng thống nhất tập hợp lại với nhau phát triển ổn định chứ ở buổi đầu của yêu thú đế quốc chế độ bốn đại giai tầng cùng hệ thống lý luận của vạn yêu điện chưa thành lập khi đó nội bộ yêu tộc chính là tự giết lẫn nhau công phạt không ngớt vãn bối cả gan nói một câu thời đại hỗn loạn như vậy tiền bối nghĩ hẳn cũng từng trải qua rồi nhỉ lý diệu sụt mí mắt hừ lạnh một tiếng xem như ngầm thừa nhận kim tâm nguyệt cười nói cho nên ở dưới yêu thú đế quốc từng lần thay đổi triều đại giết chóc tanh máu bậc đại năng của yêu tộc mới mang tính sáng tạo thành lập chế độ bốn giai tầng lớn được xưng tứ trụ lại chậm trải hoàn thiện hệ thống thần thoại vạn yêu điện dùng những thần thoại này để giáo hóa yêu tộc bậc thấp trời sinh ngu muội duy trì toàn bộ văn minh củng cố nếu không, chỉ là yêu tộc chủng loại khác nhau tự giết lẫn nhau, đã làm văn minh chúng ta hoàn toàn hủy diệt, còn cạnh tranh với nhân tộc như thế nào? Trước mặt người ngay không nói tiếng lóng, hệ thống thần thoại của vạn yêu điện, đương nhiên là có bộ phận nói hoa, nhưng chúc Dung, Khoa Phụ, Cộng Công, Nữ Hoa vân vân các bộ tộc, lại là chân thật tồn tại. Tiền bối có thể đem bọn họ lý giải thành siêu cấp cường giả, hoặc là một tông phái cường đại, thậm chí là một cái chủng tộc hoặc là văn minh huy hoàng thời đại hồng hoang, là chúc dung văn minh, khoa phụ văn minh, cộng công văn minh vân vân. Các văn minh hồng hoang thời đại này sau khi dung hợp với nhau, sinh ra vô số sinh mệnh hoàn toàn mới, đó là tổ tiên của chúng ta. Vô luận yêu tộc hay là nhân tộc, đều là chi nhánh khác nhau của những văn minh hồng hoang này, chẳng qua ở trên vận dụng linh năng như thế nào, nhân tộc lại đi lên một con đường tà đạo. Đường tà đạo Lý Diệu nhíu mày, hắn rất tò mò, yêu tộc sẽ đối đãi phương thức tu luyện của nhân loại thế nào? Không sai. Kim Tâm Nguyệt gật đầu nói, phương pháp tu luyện của nhân tộc, đi là con đường thuần năng lượng, trọng năng lượng, khinh vật chất, dùng ý kiến trong một ít điển tịch cổ xưa của bọn họ, thân thể chỉ là một chiếc thuyền lá vượt qua bể khổ, là túi da không đáng giá nhắc tới. Tuy bọn họ cũng biết thổ nạp vũ trụ linh năng để cường hóa thân thể, nhưng làm như vậy, chẳng qua là vì hấp thu cùng vận dụng càng nhiều linh năng hơn mà thôi. Xét đến cùng, nhân tộc chỉ là đem thân thể coi là một vật chứa lại đem năng lượng coi là mục tiêu sau cùng. Cao thủ nhân tộc tu vi càng sâu, lại càng chú trọng năng lượng, sau khi tu luyện đến Kim Đan, Nguyên Anh Kỳ, thậm chí dùng năng lượng cấu tạo lại một cái thân thể hoàn toàn mới, xưng lạc Nguyên Anh. Nguyên Anh vừa ra, cường giả nhân tộc liền ở trên con đường thuần năng lượng hóa càng đi càng xa, tiếp đó đi hóa thần, phân thần, luyện hư các loại cảnh giới, chẳng phải vì đạt thành mục tiêu cuối cùng thuần năng lượng hóa, thẳng đến cuối cùng, vũ hóa thăng tiên, đó là hoàn toàn thoát khỏi thân thể máu thịt. Thành tựu sinh mệnh năng lượng thuần túy nhất rồi. Lý Diệu chậm rãi gật đầu, như có chút đâm chiêu nói, loại ý kiến này, cảm giác trái lại mới mẻ. Tiền bối quá khen. Kim Tâm Nguyệt vội vàng nói, ba bốn vạn năm qua, hệ thống lý luận tu luyện vô luận nhân tộc hay là yêu tộc, phát triển đều phi thường nhanh chóng, trong ba bốn vạn năm, ánh chấp trí tuệ của vô số bậc đại năng cũng không thể kinh thường, vãn bối chẳng qua là học vẹt, đem lý luận của những tiền nhân này lấy ra. Hướng tiền bối giới thiệu thêm chút mà thôi, tin tưởng tiền bối sau khi tiếp xúc đến những lý luận hoàn toàn mới này, tu vi nhất định sẽ nâng cao một bước. Lý Diệu cười một tiếng, đi con đường thuần năng lượng, lại có gì không tốt. Ta từng gặp một số nguyên anh, thực lực mạnh mẽ vô cùng, giết cũng rất tốn sức. Trái tim kim tâm nguyệt trung lên, nhịn không được vụng trộn nhìn lướt qua nét mặt Lý Diệu. Thân là thánh nữ vạn yêu điện, Cô tự có một bộ bí pháp quan sát lời nói sắc mặt, lập tức nhìn ra đối phương không nói dối, thoạt nhìn, từng chém giết không chỉ một cao thủ nguyên anh. Kim Tâm Nguyệt có chút gian nan nuốt ngụm nước bọt, nhịp tim vừa mới bình ổn lại bắt đầu nhanh lên. Cần biết, huyết yêu giới và thiên nguyên giới chém giết lâu như vậy, trong 12 yêu hoàng cũng chỉ có số rất ít vài tên yêu hoàng từng chém giết cao thủ nguyên anh. Lão yêu quái này lại đem chém giết nguyên anh nói bình thường nhẹ nhàng như thế, như giết gà giết cẩu. Thật sự là một tuyệt thế hung yêu. Kim Tâm Nguyệt lấy lại bình tĩnh, nói, tạm không nói đến sinh mệnh thuần năng lượng cực không ổn định, phi thường dễ dàng bị quấy nhiễu. Càng quan trọng hơn là, thân thể máu thịt vốn chính là kết tinh trí cao của tất cả vật chất trong vũ trụ, bản thân sinh mệnh chính là ảo diệu lớn nhất của vũ trụ, là một kho báu vô cùng vô tận. Mỗi một tế bào đều như là một vũ trụ nho nhỏ, ẩn chứa vô tận tiềm năng, ngay cả tiểu vũ trụ này cũng chưa thăm dò rõ ràng đã lòng như lửa đốt muốn thăm dò đại vũ trụ, chẳng phải là bỏ gốc lấy ngọn sao? Cho nên, yêu tộc chúng ta mới sẽ đem thân thể coi là bổn nguyên lực lượng, chú trọng lấy linh năng đi công phá tế bào, khai phá ra toàn bộ tiềm năng tế bào, phát ra ức vạn thần thông. Lấy tu vi của Tiền Bối, nghĩ hẳn cũng nắm giữ không ít bí pháp yêu tu cường đại, nhưng vãn Bối cả gan hỏi một câu, Tiền Bối từng nghĩ sâu xa nguyên lý của những bí pháp này hay không? Lý Diệu trầm ngâm một lát, lạnh lùng nhìn quét Kim Tâm Nguyệt một cái. Cả người Kim Tâm Nguyệt trung lên, lại hung hăng cắn môi, mở to mắt, đối diện với Lý Diệu. Cô Phi thường rõ, đấu với loại lão yêu quái này, tuyệt không thể chỉ biết lùi bước, khúng núng, khi cần thiết, cũng cần không để ý tất cả chiếm chủ động trước. Quả nhiên, sau một lát, Lý Diệu sụp mí mắt, thản nhiên nói, rất nhiều bí pháp, ta quả thật biết nó, lại không biết đạo lý của nó, chỉ biết dựa theo biện pháp như vậy đi tu luyện, sẽ làm mình trở nên càng cường đại hơn kế tiếp chính là vĩnh viễn chiến đấu làm sao có thời giờ đi suy tư cái gì nguyên lý tu luyện đáy mắt kim tâm nguyệt hiện lên một mảng hào quang vui sướng biết mình đã hoàn toàn câu được khẩu vị lão yêu quái này rồi mục đích đạt tới cô không dám thăm dò nữa nói thật nhanh lấy lý luận yêu tu hiện đại nhận định bí mật tu luyện của yêu tộc ở ngay trong gian có lẽ tiền bối rất khó tin tưởng nhưng nếu là đem tế bào phóng đại ức vạn lần thì có thể rõ ràng nhìn thấy ở chỗ sâu nhất của tế bào, tồn tại từng cái chuỗi gen, quấn quanh từng đôi, lấy hình thái xoắn ốc đang xen. Trên những chuỗi gen này, mang theo con số thiên văn tin tức di truyền, đều là đến từ ức vạn năm trước, cường giả cùng bậc đại năng thời đại hồng hoang, như Trúc Dung, Cộng Công, Khoa Phụ vân vân. Nếu là tiền bối cảm thấy, vãn bối nói quá mức tối nghĩa, không ngại lý giải thành, bậc đại năng thời đại hồng hoang đem toàn bộ bí pháp tu luyện đều viết ở trên từng cái ngọc giản được xưng là chuỗi gian theo sau đem những ngọc giản này đều sâu chuỗi lại lại áp súc đến sâu trong từng cái tế bào. Chẳng qua dưới tình huống bình thường những tuyệt thế thần thông này đều ở trạng thái bị phong ấn, bị giam cầm, xưng là gian ngủ say, gian lặng. Mà nguyên lý tu luyện của yêu tộc chúng ta chính là đem linh năng đưa vào trong cơ thể, thẩm thấu tế bào, đâm vào sâu trong nhân tế bào, đi kích hoạt gian ngủ say làm bọn nó từ tính lặng biến thành tính trội vậy liền có thể ở nháy mắt lĩnh ngộ tuyệt thế thần thông bậc đại năng viễn cổ tặng cho chúng ta tái hiện phong thái của cường giả hồng hoang cho nên toàn bộ hệ thống tu luyện của yêu tộc hiện đại tất cả đều quay quanh tế bào cùng gian mà có yêu binh cấp thấp nhất có thể có ý thức dẫn đường linh năng đi đánh phá màn tế bào của mình thông qua tần suất linh năng rung động đặc biệt tăng lên hoạt tính của màn tế bào xúc tiến vật chất trong ngoài trao đổi làm thân thể trở nên càng cường đại hơn. Đến cấp bậc yêu tướng thì có thể tu luyện vật chất bên trong tế bào, bao gồm hạt đường thể, tuyến lạp thể, tế bào chất, dịch bào vân vân, thông qua linh năng tẩm bổ cùng kích thích, làm tế bào thể hiện ra trạng thái hoàn mỹ nhất. Đến cấp bậc yêu vương thì có thể trực tiếp tu luyện nhân tế bào, vận dụng linh năng để đánh phá chuỗi gen trong nhân tế bào, kích hoạt lượng lớn gen ngủ say. Nếu là cấp bậc yêu hoàng thậm chí có thể phân tích bộ phận gian của mình hiểu rõ thần thông trong gian bậc đại năng viễn cổ di truyền cho chúng ta triệt để tái hiện lực lượng hồng hoang không thể tưởng tượng toàn bộ lý luận nghiên cứu và bí pháp đối với tế bào cùng gian tổng hợp lại gọi chung là sinh hóa học sinh chính là sinh mệnh hóa chính là biến hóa sinh mệnh biến hóa ảo diệu vô cùng tinh la vũ trụ ở hết trong đó nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha